Như vậy á, là cái việc của các anh chị là bây giờ nếu mà các anh chị muốn BJ gọi là có cái sự hiện hữu luôn ở cái thị trường đó, ở vai trò là có pháp nhân, có công ty, có website, có kho hàng, có nhân sự, và mọi ngôn ngữ của BJ là nó chuyển thể sang cái ngôn ngữ của quốc gia sở tại mà các anh chị đang ở. Thì ngoài cái yếu tố là con người, tức là mình sẽ cần tìm ra những cái leader mà mình có thể trụ được thị trường, mình có thể là cái người đứng ra để mà mình cam kết để mình triển khai cái thị trường bước đầu, giống như là bản thân Nguyễn là một số anh chị leader thị trường Việt Nam giai đoạn đầu, ví dụ như là Nguyễn rồi chị tổng đại lý TT, chị Hằng Phạm, leader Úc My hoặc là Hoàng Vũ hoặc là Quốc Phủ gì đó, anh chị hình dung không ạ? Thì khi mà mình có đủ những cái nhân sự đứng đầu như vậy rồi á, thì mình sẽ set up hai cái chương trình để mà mình có thể triển khai được. Thứ nhất là cái buổi chia sẻ mô hình kinh doanh bằng cái ngôn ngữ của quốc gia sở tại. Ví dụ bây giờ để mà mình triển khai mạnh được Thái Lan á, thì mình sẽ cần phải làm được với cái người bản địa bản xứ, chứ không thể nào mà mình làm với cái người Việt Nam được. Tại người Việt Nam mình ở cái quốc gia nước ngoài nó có bao nhiêu người đâu các anh chị, ví dụ ở Thái Lan có mấy chục nghìn người thôi. Và chủ yếu thì khi mà các anh chị ra nước ngoài thì chủ yếu là mình cũng đang đi làm lao động là chính thôi, chứ cũng không có nhiều các anh chị làm kinh doanh hay là có cái nhu cầu về mặt kinh doanh. Do đó là mình sẽ tuyển một số các anh chị mà phù hợp, và mình cũng có cái mong muốn mình phát triển với BSI. Sau đó từ các anh chị là những người mà mình có thể nói, có thể viết, có thể gọi là giao tiếp một cách nó dễ dàng với cái người ở nước sở tại, thì bắt đầu là mình sẽ chuyển sang để mình chạy cái data center cái người ở cái nước sở tại luôn. Như vậy khi mình chạy data thì mình sẽ cần phải có người mình có thể nói chuyện một cách là nó dễ dàng với cái người nước sở tại để mà mình có thể tư vấn trên điện thoại được, đúng không? Giống như ở thị trường Việt Nam. Để mà mình chốt vào cái buổi chia sẻ mô hình kinh doanh, đúng không? Cái buổi OBB, cái buổi Resen đó. Như vậy là mình sẽ cần một cái người có thể đứng để mà OBB cái buổi được, giống như ở Việt Nam, đúng không? Dù ở Việt Nam là hiện tại là các cái lead đang hỗ trợ cho chúng ta các cái buổi đó. Sau khi mà mình các cái đó tới tiềm năng người ta tham gia vào cái buổi OBB bằng cái tiếng quốc gia sở tại rồi, ví dụ bằng tiếng Thái rồi á, thì mình sẽ chốt vào cái chương trình Kung Fu bằng tiếng Thái luôn. Như vậy á, là để triển khai được á, thì ngoài trình OBB thì mình sẽ cần những anh chị mà mình có thể đứng đào tạo được cho các cái nội dung của buổi Kung Fu bằng cái tiếng Thái luôn, hoặc là bằng tiếng Nhật, hoặc là bằng tiếng Indo, hoặc là tiếng Mã Lai luôn. Thì khi mà mình hội tụ được một số cái điều kiện như vậy á, là mình có thể tập trung vào cái thị trường đó. Mình có thể tập trung vào cái thị trường đó. Ví dụ mình có thể triển khai mạnh data center bằng cái tiếng nước đó luôn. Rồi mình có thể là đầu tư nhân sự hoặc là phối hợp cùng với các anh chị để mình chuyển thể các cái văn bản, các tài liệu của BSay sang cái ngôn ngữ ở nước đó luôn. Và bắt đầu là mình sẽ tính tới chuyện là mình tìm cái chỗ để mà mình làm kho, hoặc là mình sẽ stock được những cái sản phẩm nào qua bên đó. Ví dụ hiện tại ở Thái Lan thì ngoài cái việc chọn kho thì mình đã làm việc được với một số nhà cung cấp, ví dụ như là sữa non Lotte, sản phẩm mỹ phẩm vitamin C, rồi sản phẩm bữa ăn thay thế Vicente, với lại là sản phẩm về tóc Okami của Nhật. Thì mình sẽ có thể là đồng hành với BSay qua Thái Lan trước, và mình đảm bảo được các yếu tố về mặt pháp lý để mình bán ở cái nước đó luôn, chứ mình không có đi dạng tiểu ngạch, mình có thể đi chính ngạch được luôn. Rồi mình đang xúc tiến cái việc là mình hợp tác với cái đơn vị vận chuyển nào ở Thái Lan á, mà họ cũng có cái hệ thống công nghệ được như là giao hàng nhanh hoặc là hệ thống giao hàng tiết kiệm ở Việt Nam á, để mà mình có thể API cái hệ thống vận hành của họ vào trong hệ thống của mình, để cái quá trình mà đi đơn rồi đon đơn là nó diễn ra tự động luôn. Thì hiện tại là mình đã đi được tới những cái bước như vậy rồi. Nếu mà không gì thay đổi nữa thì tuần sau là mình sẽ có cái buổi OBB bằng tiếng Thái đầu tiên. Thì đối với những anh chị nào ở đây mà mình nãy mình thấy là có Nhật Bản nè, có Indo nè, chẳng hạn, thì cái việc tiếp theo mà các anh chị cần phải làm, nếu mà các anh chị muốn triển khai được ở cái quốc gia đó, thì mình phải phải set up được những cái bước đầu tiên như vậy. Mình phải set up được những cái bước đầu tiên như vậy ha. Thì các anh chị nắm rõ cái hướng như vậy để mà mình có cái giải pháp, mình có cái đường để mà mình triển khai cho cái kinh doanh mình ở cái quốc gia hiện tại ha. Rồi bây giờ chắc là mình giao lưu một chút với nhau cả nhà ha. Ở đây thì có chị Nguyễn sẽ mời một số anh chị ở nước ngoài trước ha. Ở đây là có bạn bạn Trần Trung Tính đúng không? Là ở ở Nhật, thì chắc là mời Tính giao lưu một chút đi ha.
Rồi tính là giới thiệu với mọi người một chút là họ tên, rồi ở Việt Nam thì mình hồi xưa mình ở tỉnh nào, rồi mình đang qua Nhật, rồi công việc các thứ bên đó mình như thế nào, và cái lý do tại sao là mình lại quyết định mình cộng tác với BC ha. Rồi mời tính nha. Dạ, em chào mọi người ạ. Thì trước á, thì em ở Lai Vung, Đồng Tháp á. Em mới sang Nhật khoảng 1 năm mà. Hiện tại thì em là thực tập sinh. Ok, thì vậy là gốc là của tính là ở miền Tây Đồng Dạ. Tháp. Ok, hệ thống mình thì có rất là nhiều leader lớn là dân ở khu Đồng Tháp. Đồng Tháp thì leader lớn thì có chị tổng lý Pro Nhung nè, rồi có chị Huỳnh Hồng nè đang ở Đồng Tháp. Tức là em qua đó là thực tập sinh, tức là em đang qua đó học nghề hả? Dạ, Em em học qua lĩnh vực gì? em làm anh. À, em đang làm đến lĩnh vực gì? Em đang làm về chế biến thực phẩm á. À, chế biến thực phẩm. Rồi ok, định hướng của mình là sau này là mình sẽ ở bên đó mình làm việc lâu dài luôn, hay là mình hết thời hạn thực tập thì mình về Việt Nam mình làm em. Dự định ban đầu của Còn em nếu như các là làm chị việc chưa lâu có dài anh. sổ à, Và các chị yên ok tâm là mình không. à, cái cơ duyên gì mà mình biết visa, rồi tại sao là mình lại tham gia visa? Là do em của em á, thì nó cũng đang làm này, nó giới thiệu em vào. À ok. Cái lý do sao mà em lại hào hứng với cái kinh doanh của BC mà lại tham gia vào? Dạ, tại vì muốn kiếm thêm nguồn thu nhập mà. Rồi ok. À, mình vào BC thì mình đã có những cái hoạt động, hoặc là đã có những cái kết quả gì chưa tính ha? Dạ, kết quả ban đầu thì nó cũng trung bình hả, nó chưa có gọi là cao, tại vì em mới vào khoảng chừng nửa tháng nay thôi à. À, em có thể cụ thể cho mọi người được không? Ví dụ như em đã bán được bao nhiêu sản phẩm, là doanh số bao nhiêu, là như thế nào? Tháng vừa rồi thì em bán là tiền hoa hồng là khoảng 2 triệu hả, tại Hai vì bên đây, dạ tại vì bên đây có gặp nhiều cái khó khăn ấy, triệu. em vừa đi làm với vừa học tiếng bên đây thêm á, nó À. không có thời gian nhiều cho lắm. À ok. Tức là tháng rồi là mình kiếm được 2 triệu đầu tiên ở Visa. Tức là em Dạ. bán hàng cho khách hàng ở Nhật luôn, hay là em bán ngược về Việt Nam tính hả? Dạ em bán ở Việt Nam á. À, bán ngược về Việt Nam. Ok, tuyệt vời. Đây cũng là một cái hướng rất là hay để mà các anh chị có thể triển khai ở Việt Nam ha. À, hiện tại là sau khi mình tham gia BC một thời gian thì mình ngoài cái chuyện là theo dự tính ban đầu là mình kiếm thêm thu nhập á, thì bây giờ là mình đã có những cái dự tính như thế nào, nó thay đổi như thế nào ở BC chưa? Dạ là cũng như là em là làm ở đây á, là nguồn thu nhập chính của em là làm ở bên công ty bên đây, còn cái này là em giống như là em làm lâu dài mình kiếm thêm được hai cái nguồn thu nhập mà anh, nó sẽ ổn định hơn. Ừ, ok. Hiện tại là mình đang ở trong một cái giai đoạn, nó không chỉ riêng của Việt Nam đúng không? Nó đang là cái giai đoạn biến đổi của toàn cầu. Nó là cái giai đoạn của cái xu hướng về một cái về công việc làm việc tại nhà, work from home. Cái thứ hai là xu hướng về cái việc là chúng ta phải có đa dạng nguồn thu nhập. Ít nhất cũng phải từ hai nguồn thu nhập trở lên. Thì đó là hai cái xu hướng mà nó rất là rõ nét về cái. Ở đây nó không phải là về cái công nghệ hay là về 4.0, mà ở đây nó là cái xu hướng rất là rõ nét về cái văn hóa làm việc, về cái văn hóa kiếm tiền, và về cái nhận thức về cái công việc, cái sự nghiệp của con người trên toàn cầu sau cái đợt đại dịch Covid-19 vừa rồi đúng không ạ? Ok, thì chúc mừng tính nha. Sau nửa tháng mình vào BC thì mình cũng có thể là kiếm được những cái khoản đầu tiên ở BC. Rồi. À, thì chắc là mình sẽ giao lưu tiếp với một số anh chị nữa nha. À, hồi nãy là Nguyễn thấy có một số anh chị là mới, Nguyễn cũng chưa có giao lưu. Ở đây có chị Kim Yến ở Malaysia. À, thị trường Malaysia thì hình như là chưa có ai hết. Chắc là Nguyễn chỉ mới biết là có chị Yến ở Malaysia thôi. Chắc là mời chị Yến giao lưu với mọi người một chút nha. Dạ, em chào anh Nguyễn ạ. Em tên là Kim Yến, em quê cũng ở Lai Vung, Đồng À ok. Tháp. Em sinh sống ở Malaysia được 14 năm rồi. À ok. À, sao trùng hợp vậy ta? Cùng quê với chỗ tính luôn. À, hai chị em là có quen nhau
Ok, à, gọi là trái đất là rất là tròn đúng không? À, chị Yến là hiện tại ở Malai là mình đang là mình định cư bên đó luôn rồi hả chị? À đúng rồi anh Nguyễn, em À, lập gia đình ở đây đó. ok. Hiện tại là ở bên đó là mình cái công việc của mình là gì chị Yến ha? À, công việc là bếm với sữa Ok, mẹ không ấy. bỉm sữa đúng không? Ok, tuyệt vời. À, mẹ bỉm sữa là cái số lượng mẹ bỉm sữa mà làm PC là hơi bị đông đảo. À, và chị Yến là vào PC được bao lâu rồi chị? À, vào cũng được hơn tháng rồi. Hơn hả? À, ok. Chị có thể chia sẻ mọi người một chút về cái cơ duyên và cái lý do tại sao là mình gặp BSA và tại sao mình lại quyết định là mình tham gia cùng với BSA mặc dù là mình ở nước ngoài nó rất là thiếu thốn điều kiện như vậy. À, thì được một đại lý ở Hồ Chí Minh đó, bé hơn đó, giới thiệu cho mình về BCA. Thì mình tìm hiểu là cái mô hình của BCA nó rất là hay á. Mình muốn tìm hiểu và muốn phát triển ở cái Malaysia này đó. À ok. Rồi ok. Sau một khoảng gần một tháng là mình tham gia vào BSA thì mình đã có những cái hoạt động gì chưa chuyển? Thì tham gia vào thì cũng hơi khó khăn là về vấn đề hàng hóa đó, thì mình cũng dẫn đi đăng bài bán rồi đi tuyển dụng, thì leader của mình cũng hỗ trợ cho mình đó, thì ngày nào cũng vào Zoom học vậy đó, vừa giữ con mà vừa học Ok, tuyệt vời. nè. Rồi ok, à, chúc chị Yến là sắp tới là mình sẽ có những cái bước tiến tiếp theo tại tại thị trường Việt Nam cũng như là thị trường Malaysia ha. Nguyễn nghĩ là đại đa số các cái chị em ở đây thì mình đều tham gia BSA như là một cái công việc làm thêm. À, và những khoảng thời gian mà mình tranh thủ mình làm BSA thì cũng là những cái khoảng thời gian mà mình đang chăm sóc cho con cái hoặc là cơm nước gia đình. Đúng không? BSA là Nguyễn là chúng ta đang cùng nhau mình tạo ra một cái xu hướng rất là tuyệt vời đúng không ạ? À, chúng ta có thể làm BSA mọi lúc mọi nơi. À, và mình có thêm một cái gì đó để mà mình kiếm thêm thu nhập cũng như là mình phát triển cái bản thân của mình ngoài cái công việc là mình ở nhà mình chăm sóc gia đình chăm sóc con cái. Rồi ok. À, không biết là có anh chị nào muốn xung phong không mà anh chị nào muốn xung phong giao lưu thì mình giơ tay lên ha. À, trong Zoom thì để mình xem còn anh chị nào ở nước ngoài hay không. À, tối nay thì có chiều nay thì để xem mình giao lưu với bạn Tính rồi giao lưu với chị Yến ở Malai bạn Tính ở Nhật ở đây thì có bạn Thương Osaka là Thương là đang ở Nhật hay là như thế nào nhỉ? Em chào anh, em chào các anh chị. Mấy đứa trẻ con nó ồn quá, em xin lỗi. Ra kia cho cậu. Em sống và làm việc ở Osaka được 8 năm rồi ạ. Nhưng mà bây giờ hiện tại em đang về Việt Nam chơi ạ. Ok. Tức là Vâng, mình trong đã thời gian định dạ. Yeah. Mình đã định cư ở ở Nhật luôn chưa chị Thương ha? Em chưa anh ạ. À, Em hiện mới tại bây giờ em đang sống bên đấy phải được khoảng 10 năm thì bắt đầu nếu mà mình muốn xin visa sống kiểu như visa vĩnh trú ở bên đấy thì mình sẽ xin, không thì nhưng mà chắc là em cũng có ý định là sẽ sống ở bên đấy lâu dài ạ. Và à trong thời gian em về Việt Nam chơi ấy, thì có bạn em cũng tham gia BCA, bạn ấy giới thiệu em vào đây làm. Thì em cảm thấy môi trường đây rất phù hợp với em ạ. Em ok. thấy mới đầu tìm hiểu thì em cũng thấy, tại vì hồi sinh viên em có được bạn bè giới thiệu vào cái công ty đa cấp, thì lúc đầu À bạn bạn em có nói qua thì em cũng nghĩ ngay ở trong đầu là chắc là công ty đa cấp rồi, nhưng mà tại vì bạn đấy là bạn thân của em, thế nên là à em nghĩ chắc là bạn thân của em không bao giờ giới thiệu công ty đa cấp cho em đâu. Em nghĩ thế nhưng mà em không nói gì hết. Xong em mới hỏi bạn ấy là công ty ý tên là gì. Thế là em về nhà em lên trên Google với cả YouTube rồi các thứ em tìm hiểu. Xong
Em bảo bạn ấy là thế có thể cho tớ vào một cái phòng Zoom để nghe trực tiếp một lần, hai lần gì đấy được không? Thì bạn đấy cho em vào trong Zoom nghe, thì tự nhiên nghe được một hôm là em đã thấy hơi mê mê rồi. Thích. Xong rồi đến nghe lần hôm thứ hai, thứ ba, nói chung là từ hôm ấy trở đi là em không bao giờ em bỏ cái buổi sáng cả. Đến bây giờ em vào là hôm bắt đầu vào làm chính thức là chiều hôm 2 tháng, à hôm 2 tháng 11 này À, ạ. okay. Vậy là mới Vâng. khoảng được 10 ngày. Dạ. Ok, tức là từ hồi vào là mình tham gia luôn cái chương trình 5 giờ sáng. Dạ, vâng ạ. Ngày nào từ đợt đến em chưa nghỉ một buổi nào 5 giờ sáng ạ. À, ok, tuyệt Vâng. vời. À, chị Thương là ở Nhật, là hiện tại là công việc của bên ngoài của mình đang làm lĩnh vực gì ạ? Trước à, mới đầu sang thì em làm 5 năm là em làm về điều dưỡng. À, đi. Xong rồi thì sau khi em sinh em bé thì công việc hơi bận rộn, thế là em mới chuyển sang làm phiên dịch cho một công ty giới thiệu việc làm ạ. À, Vâng. ok. Dạ, làm công ty làm phiên dịch với quản lý các bạn người Việt Nam sang đây du học ấy, thì em làm được 2 năm, xong bây giờ em xin về nước chơi, thì dịch xin về nước chơi dịch thì này cũng không khó sang, nên là em cũng bảo là công ty thôi, bên công ty tuyển người mới, tại vì cũng không biết bao giờ mới sang được, nên tạm thời bây giờ em đang là tự do chưa làm công việc gì. Ok. Cái đâu lại khi về Việt Nam lại mở ra một cái con đường mới. Dạ. Rồi, Đúng ok. cái lĩnh vực mà ngày xưa em đã học, nên là em thì tìm hiểu về cái mảng thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, em thích cái mảng đấy. À, Nên okay. Mình là làm mỗi em điều dưỡng thấy thôi nó đúng cũng không? khá hợp với em À, ok, mình có kinh nghiệm làm điều dưỡng thì kiến thức ngành nó cũng ạ. phù hợp. Vâng ạ. Ok, Vâng. tuyệt vời. Cảm Chúc thấy rất chị biết Tương ơn là các anh chị với cả mọi người giới thiệu em vào công ty này, em cảm thấy là em muốn đi theo cái con đường này lâu dài, mong các anh chị giúp đỡ em. rồi, ok, rất là cảm ơn chia sẻ của chị Thương ha. Chúc chị Thương là với cái cơ duyên về Việt Nam chơi này thì có thể là nhiều khi lại mở ra một cái hướng đi hoàn toàn khác cho cái tương lai sắp tới ha. Dạ, Hiện tại em là mình mong không là biết như là vậy ạ. mình có khi nào mình quay về Nhật thì mình tranh thủ đi, biết đâu ở Việt Nam lại xây được một cái chân to to rồi lúc đó về Nhật. Ok, triển khai thêm ở Vâng Nhật ạ. nữa. Vâng, em chào Rồi, anh ạ. Em chào các anh ok. chị ạ. Rồi, không biết là hiện tại là trong Zoom là còn anh chị nào mình đang ở thị trường nước ngoài nữa không ạ? Thì có nhiều anh chị thì là không có ghi rõ cái thông tin địa phương ở phía sau tên đó. Nên là Nguyễn không biết là các anh chị ở nước ngoài hay là các anh chị đang ở ở Việt Nam. Ở đây có bạn Tú Phiên là ở Đài Loan. Không biết là Phiên có thể là mở mic và mở camera lên để giao lưu với mọi người một chút được không Phiên ha? Em chào tất cả mọi người ạ. Dạ hôm nay thì em có vô tình á, thì em thấy một cái bài đăng của bạn tên là Sương á, thì bạn cũng muốn tuyển cộng tác viên cho bên công ty của mình á, thì em cũng xem qua, vào hôm nay là buổi họp, là buổi em tham gia buổi đầu tiên, và em cũng muốn được vào để lắng nghe xem xem cái công ty của mình sao á. Với thứ hai nữa là thì em cũng rất là muốn, nếu mà có duyên đó thì cũng sẽ mang đến cho tất cả cộng đồng người Việt Nam sống tại Đài Loan những sản phẩm tốt nhất ạ. Rồi, ok. Rồi, như vậy là Phiên là tham gia buổi đầu tiên và với mục tiêu là bữa Dạ. nay tham gia để tìm Dạ hiểu. vâng ạ, em tham gia buổi đầu tiên và đang tìm hiểu ạ. Ok, Phiên có thể giới thiệu Dạ. một chút về 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 cái thông tin của bản thân mình rồi hiện tại mình ở Đài Loan là công việc của mình đang như thế nào các thứ không? Vâng ạ, thì em sang đây thì được 3 năm rồi ạ, và có người nhà ở bên này, và em hiện tại thì đang làm ở công ty đóng gói thực phẩm ạ. Ok, công ty đóng gói thực phẩm. Dạ. Rồi, ok, tuyệt vời. Hiện tại là thị trường theo cái research của bên phía bộ phận marketing bên mình thì hiện tại là Đài Loan là một trong những nước gọi là top 5 nước là có cái tỷ lệ cộng đồng người Việt là cao nhất. Dạ đúng Và rồi ạ. cái tỷ lệ về sử dụng internet liên quan về các cái mạng xã hội nó cũng tương đối rất là cao. Trong cái đợt vừa rồi mình research thì mình thấy là nằm trong top 5. Nên là nếu mà mình triển khai về nếu mà có thể là mình tìm được nhân tố để mình triển khai á để mà mình triển khai cái data center để mà mình tuyển người bản địa thì Đài Loan là một trong những cái thị trường mà
rất là ok để triển khai ha, rất là ok để triển khai. Những nước như là Mỹ, như là Thái Lan, như là Indo hoặc là Malai. Ok, rồi rất là cảm ơn Phiên ha. Dạ, em cảm ơn mọi người. Ok, ở đây là có một thành viên là tên Zoom là DNL, là anh Bình hả? Chắc là mời anh Bình mở camera lên để giao lưu với mọi người một chút ha. Nhưng mà chưa có nhìn thấy chỗ anh Bình á. Biết là anh Bình có thể là mở camera lên để giao lưu được mà. Thấy mình không có không camera. Và chào hết thảy anh chị em. Mình là anh Bình, hiện tại đang ở Thái Lan. Anh chị có nghe được không? Có nghe được lời nói không? Nghe được anh. Nghe được anh Bình rồi. Thì hiện tại mình đang sống ở tại Thái Lan 6 năm rồi. Và những cái nghề chính của mình là chủ yếu là đi làm thợ hồ thôi, có nghĩa là thợ xây thôi. Đó là cái nghề chính của mình. Okay. Còn quê hương thì mình ở Gia Lai. Ở Việt Nam thì ở Gia Lai. Nhưng mà vua bên Thái, sống ở bên Thái 6 năm, làm việc ở bên Thái. Và mình cũng có một cái người bạn mà giới thiệu, thì lúc người bạn giới thiệu đó thì mình không có, cũng không có tin cho lắm. Nhưng sau cái thời gian mình nhìn xem qua cái trang cái Facebook ở tại Thái, họ có đưa ra về cái sản phẩm và họ có quảng cáo về những bên công ty của BCA, thì mình thấy những cái điều này nó phù hợp với những cái khả năng mình kiếm thêm thu nhập. Đó là những cái cách mà có nghĩa là mình có cái thời gian mình có thể dành dùng một chút ít thời gian để mình bán sản phẩm. Mà hiện tại thì mình cũng bán được cái sản phẩm, cũng bán về quay lại tại Việt Nam, tức là mình cũng bán được tại Việt Nam. Nhưng mà thật sự mình cảm ơn, mình thấy những cái công ty này nó rất phù hợp với những cái mục đích mà mình muốn đi lên và mình muốn tiếp tục để phát triển những lĩnh vực này. Ok. Ok, rất là cảm ơn anh Bình. Anh Bình là có 6 năm ở Thái Lan đang làm lĩnh vực về xây dựng. Ok. Rồi, hiện tại là thị trường Thái Lan là cũng khá là đông các anh chị rồi đó. Là không biết là anh Bình là mình đã có các cái kết nối với những anh chị ở thị trường Thái Lan ở trong cái group đại lý Thái Lan chưa anh ha? Trong cái group đó hình như là cũng có vào trong cái room đó, nhưng mà khi mà vào trong cái room đó thì hầu như mình tìm kiếm những cái người chưa có người nào mà mình gặp được. Tôi nghĩ trong cái room đó nó rất là nhiều mà không biết người này đang ở đâu, người này đang ở đâu như vậy đó. Tại vì không có người ghi cái vị trí ở đó. Anh cứ vào cái group ở trên Facebook, là mình có cái group là group BC Thái Lan đó. Thì anh có thể nói anh giới thiệu một chút về tên tuổi, rồi nghề nghiệp, rồi cái tỉnh mà anh đang sống ở Thái Lan. Rồi sau đó thì anh có thể hỏi xem là mọi người có ai ở gần đó hay không. Thì nếu mà sắp xếp được thời gian hoặc là tình hình dịch Covid-19 mà nó ổn thì mọi người có thể là mình sắp xếp mình gặp nhau, hoặc là mình có những cái buổi Zoom để mà mình gặp nhau. Hiện tại thị trường Thái Lan đang là thị trường mà mình có những cái triển khai nó đang rõ ràng nhất trong các cái thị trường. Nên đây nó cũng là một lợi thế rất là tốt để mà sắp tới là mình triển khai cái kinh doanh của mình, anh Bình ha. Nên là mình cố gắng là mình kết nối với mọi người. Kết nối với mọi người nha. Ở đây thì trong Zoom là hiện tại là đang có chị Thục Hiền ở Thái Lan nè. Rồi mới vào hình như là có chị Thoại mới vào nè, chị Thoại ở Thái Lan nè. Hôm nay là có hai thành viên ở Thái Lan. Không biết là còn chị nào ở Thái Lan không ạ? Anh chị nào ở Thái Lan thì có thể là comment tên và cái tỉnh mình ở Thái Lan được. Rồi sau đó thì mọi người có thể connect với nhau ha. Ok, ở đây thì có anh Galaxy Z4 cộng là giơ tay nè, tức là mình muốn giao lưu đúng không ạ? Thì chắc là mình mở mic lên để mình giao lưu ha. Chào mọi người nha. Bạn Nguyễn, chào bạn Nguyễn. Chào mọi người, chào các anh chị em trong Zoom ạ. Còn nghe không ạ? Ok, nghe rõ anh. Mình cũng là thành viên mới vừa vào Zoom, vào BCA được khoảng từ ngày mùng 7 tới giờ thôi, khoảng được 6 ngày thôi ạ. Mọi thứ còn rất bỡ ngỡ, nhưng mà cùng tình cờ thì được một người bạn
người thân ấy giới thiệu thì mình cũng thấy cái mô hình BCA là gọi là mô hình rất là năng động và có thể làm cho mình thay đổi bản thân rất nhiều. Hiện tại mình đang ở Thái Lan, ở Bangkok. Mình sang Thái được 18 năm rồi. Công việc chủ yếu của mình giờ là đang bán hàng ăn. Còn nói chúng thì hiểu biết về công nghệ về BCA thì mình còn hiểu biết rất ít. Vậy là mình chỉ biết là hàng ngày chỉ biết làm việc kiếm tiền, vậy là thời gian rảnh rỗi thì xem phim, lướt Facebook vậy thôi. Còn những cái công nghệ khác giống như còn do vậy là mình giờ hiện tại mình đang phải học hỏi rất nhiều về mọi thứ, về cách bán hàng, về những thứ bài bước thành công của BCA hay là Kung Fu gì đó. Mình nói chung là đang chập chững thôi. Rất mong là bạn Nguyễn với là mọi người chia sẻ với là giao lưu thật nhiều để mình được hiểu biết thêm. Ok, rồi cảm ơn chia sẻ của anh ha. Như vậy là mình cũng đã có một cái thời gian rất là dài ở Thái Lan rồi. Em thì làm việc với khá là nhiều các anh chị ở Thái Lan, thì mình thấy là cái tỷ lệ các anh chị mình qua đó mình kinh doanh liên quan về ăn uống khá là nhiều nha. Bên em là kinh doanh là mình bán cho người địa phương là... đa số là bán những người địa phương, người Thái mình nhá. Ở đây mình làm một cái món gọi là món miền Nam mình gọi là vịt vịt phá lấu ấy. Vịt tiểu vịt phá lấu, okay. Nhưng mà nhưng mà ở đây người Thái, người bản địa cũng thích ăn, nhưng người Trung Quốc cũng thích ăn. Nhất là người Trung Quốc rất thích ăn mà. Ok, em có biết cái món đó. Vậy là cái món đó là xuất phát từ miền Nam ha. Trước lại em mới coi một cái phóng sự thì nó lại bảo cái món đó là bên Thái, sau đó đưa về Việt Nam. Không, nhưng mà thực chất cái món đó là xuất xứ của Trung Quốc. Của Trung Quốc. Chắc chắn là xuất xứ từ Trung Quốc. Là của Thái Lan hay là của Việt. Ok. Nhưng mà bên Thái thì theo em biết là cái món đó sẽ nấu cay hơn rất là nhiều ở Việt Nam đúng không? Cái đó là những cái món ăn của Thái, nhưng mà đây là cái món ăn của người Trung Quốc ngũ vị hương ấy. Ok. Quế hoa hôi hay mấy thứ gì về cái món này. Vì có một cái anh ở Thái, sau đó về Việt Nam là mở một cái quán này thì rất là đắt, rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Mình cũng đam mê những cái món này, do vậy là mình cũng hay vào YouTube xem những cái phá lấu vịt ở Sài Gòn, thấy người ta bán đông khách lắm. Cổ cảnh hay là gì đó thì người ta có cái điều chỉnh về cái công thức nấu và cái nguyên liệu lắm. Đúng đấy. Hôm trước em coi thì em nhớ là ở Việt Nam thì dùng nước dừa. Đây nhưng mà ở đây lại không có nước dừa. Cái khẩu vị không tốt đâu mà. Không có nước dừa. Đây là mình mình vẫn xem mấy cái công thức ở bên Việt mình thì thấy có nước dừa, nhưng mà mình vẫn đang cảm thấy là bởi vì là ở bên này không dùng nước dừa. Nhưng mà cũng gọi là phá lấu vịt là dùng nước thốt nốt. Nếu mà bên Thái thì dùng nước thốt nốt. Thì bên đó anh nấu bằng nước gì? Trước này coi cái phóng sự đó thì như vậy. Rồi ok, rất là cảm ơn ơn anh nha. Ở đây thì có bạn Very Thạch là đang ở Pattaya. Cảm ơn bạn Nguyễn nha, cảm ơn mọi người. Rồi ok, chúc anh là sắp tới là mình sẽ có những bước tiến ở BCA ha. Tại vì Thái Lan thì mình đã là cũng có một số cái cấu trúc nhất định rồi đó, nhưng mà sắp tới cái việc triển khai thì có thể nó sẽ có sự thuận lợi hơn. Cảm ơn. Mình cũng thấy là người giới thiệu, người dẫn dắt thấy là thị trường Thái Lan sắp vào, do vậy là mình cũng rất quan tâm mà đang hỏng này, nói chung là đang hỏng. Rất mong là được sự kết nối của mọi người. Ok. Mọi người mình nói chung là khi mình triển khai trường quốc tế thì mình xác định mình phải xác định một cái điều rất là rõ nha, đó là mình đang khởi nghiệp. Mình phải start từ đầu đó. Thì nó cũng giống như cái chuyện là cách đây 3 năm Nguyễn và một số anh chị leader đi đầu thôi. Thời điểm đó là ở Việt Nam là nó không có bất kỳ một cái điều gì hết. Nhưng mà nhớ rất là rõ luôn là thời điểm đó là mình chỉ có 3 sản phẩm và là mỹ phẩm thôi. Mà còn là sản phẩm giá cao nữa nha, 3 sản phẩm thôi và không có bất kỳ thêm một cái gì nữa hết. Thời điểm đó là mình không có chương trình huấn luyện, không có tài liệu, không có hình ảnh, không có video, không có văn phòng, không có nhân sự, không có website, không có app.
Thì tất cả mọi thứ đó là đều phải phải do những anh điểm đó là mình tự tay mình set up hết. Giờ mình cũng đang nghỉ đây, mình đang nghỉ, tức là ví dụ công ty mình mở sang bên thị trường bên này thì họ sẽ bắt đầu bằng như thế nào và là bằng cách nào, bởi vì mình cũng nghỉ là hiện tại là chưa có gì hết. Do vậy là họ sẽ bằng theo em thì các anh chị ở thị trường các nước hiện tại khi mình triển khai á là nó sẽ dễ hơn đối với thị trường ở Việt Nam, tại vì hồi xưa là bản thân em và các anh chị thời điểm đó là mình không có bất kỳ một cái ví dụ nào hết. Tại vì thị trường Việt Nam thị trường đầu tiên mình triển khai mà. Thành ra là mình không có bất kỳ một cái ví dụ nào để mình nói về BC. Thời gian đầu là mình làm không đâu, phải phải fix tới đó. Và mình phải thử rất là nhiều cách. Và để mình ra được tới cái kết quả ngày hôm nay là các anh chị đi thời gian đầu là mình phải trả giá rất là nhiều cho cái việc mình test được cái mô hình của BC ở thời điểm hiện tại. Và khi mà các anh chị ở Thái Lan hoặc là một số nước hiện tại khi mình bắt đầu mình làm thì nó có một cái lợi thế nó rõ ràng. Đó là mình đã có cái câu chuyện thành công của BC ở Việt Nam rồi. Chứ mình không có giống như tụi em hồi xưa là mình phải nói về một cái gì đó mà tương lai sau này. Nhưng mà mình không có cái gì để mà ví dụ hết á. Cái thứ hai á, là hiện tại là ngoài những anh chị mà ở xa quá như ở Nhật, ở Đài Loan, ở Mỹ thì nó khác múi giờ gì đó. Thì nó hơi khó một chút cho các anh chị. Thì đối với những anh chị mà thuộc khối ASEAN á, có một lợi thế đó là mình cùng cái múi giờ. Do đó là mọi người mình cũng có thể là mình tận dụng các chương trình ở Việt Nam để mà mình triển khai bước đầu. Mình triển khai bước đầu trước, mình tham gia, mình học chung trước. Thì như vậy nó cũng dễ. Và cái khoảng cách nó cũng gần nên những cái vấn đề liên quan về ship hàng này kia thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì thời gian đầu khi mà các cái chương trình ở Thái Lan, ở Malaysia, ở Indo nó chưa hình thành á, thì theo Nguyễn là mọi người mình cứ sinh hoạt giống như là một cái đại lý ở Việt Nam. Thì ngoài cái việc là mình bắt đầu mình triển khai cho cái cộng đồng người Việt ở cái nước sở tại, thì mình có thể là mình triển khai ngược về Việt Nam. Nếu mà mình tuyển được đại lý ở Việt Nam thì nó cũng tốt. Tại vì BC cũng không có giới hạn mình cái chuyện đó. Và ở Việt Nam thì hiện tại thì mọi thứ nó đã rất là rõ ràng rồi. Nên nếu mình tuyển về Việt Nam thì các đại lý ở Việt Nam thì người ta sẽ làm việc triển khai nó cũng dễ hơn so với các anh chị ở nước ngoài. Rồi ok. Thì nãy giờ mình giới thiệu, mình giao lưu với những anh chị ở nước ngoài rồi. Chắc là mình sẽ giao lưu với các anh chị ở thị trường trong nước một chút đi ha. Thì chắc là nhờ các anh chị ở trong nước thì mình có thể là chia sẻ một chút cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm mà mình tham gia vào BC trong thời gian qua như thế nào, mình đã đạt được những cái kết quả gì tại BC, đúng không ạ? Và nếu mình kinh doanh thì mình đang kinh doanh sản phẩm gì rồi chẳng hạn, thì để giúp cho các anh chị ở Thái hoặc là ở Nhật, ở Malaysia, ở Đài Loan gì đó thì mình sẽ có một cái hình dung nó về cái công việc, về cách làm của một đại lý ở Việt Nam, để có thể là mình xem là mình có thể triển khai nó tương tự như vậy ở thị trường nước ngoài không ha. Chắc là mời chị Tuyết ha, đại lý 2 sao chị Tuyết giao lưu nha. Cảm ơn Lý Nguyễn. Em chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Mình giới thiệu một tí, đó là mình tên là đầy đủ là Võ Thị Tuyết, hiện tại là đại lý 3 sao rồi Nguyễn ạ, nhanh lắm. Ok, tuyệt vời, chúc mừng chị Tuyết. Thì Tuyết vào với BC tháng này là tháng thứ tư cả nhà. Sau một tháng tìm hiểu đầu tiên thì còn lại 3 tháng là mình bắt đầu và mình nghiêm túc mình làm việc với BC. Thì mới ngày nào là Tuyết tham gia vào những cái chương trình MC rồi sửa tất cả có cái sao nào hết, nhưng mà về một cái mọi người nhìn thấy Tuyết đã lên 3 sao. Thì vào bất kỳ một cái công việc, một cái mô hình nào mới cũng vậy. Nếu mà mình thật sự mình tập trung, mình nghiêm túc, mình tìm hiểu kỹ về cái công việc đó thì mình sẽ hiểu sâu và mình hành động một cách mạnh mẽ thì mình sẽ mang lại cái kết quả như là cái mục tiêu mình đề ra. Thì Tuyết cũng giống như tất cả các anh chị ở BC, khi mà hiểu rõ về mô hình ở BC rồi ấy, thì Tuyết tự cho mình một cái cơ hội đó là mình học hỏi, mình tìm hiểu. Và cái sản phẩm đầu tiên Tuyết chọn để kinh doanh đó là, tại vì Tuyết cũng là mẹ bỉm sữa cho nên là Tuyết chọn sữa. Cho nên là anh chị nào mà đang chưa biết về sản phẩm phễu, đang chưa là chọn được cái sản phẩm phễu để mình kinh doanh ấy, thì cái sản phẩm sữa rất là dễ bán và dễ tạo ra thu nhập, cũng như là cái doanh thu, hoặc là các anh chị có thể chạy lên sao cũng được. Thì hiện tại Tuyết rất là thích những cái phòng dung như thế này, bởi vì là trong đội nhóm của Tuyết thì có rất là nhiều anh chị ở nước ngoài. Có bên thị trường Nhật. Bản thân Tuyết là ngày xưa đi Nhật 8 năm về, cho nên là Tuyết tuyển được rất là nhiều anh chị ở bên Nhật. Ở trong đây thì cũng có những đại lý ở nước ngoài của Tuyết. Và trong đây cũng có những bạn
đại lý của Tiết đến dưới, đó là bạn Kim Yến vừa nãy, đó là F2 của Tiết ở bên thị trường Malaysia. Thì qua phòng Zoom như thế này thì Tiết muốn các anh chị giao lưu học hỏi. Rồi các anh chị mới ở bên nước ngoài thì một tuần mình có một cái buổi Zoom như thế này thì mình nên vào, mình khó khăn gì thì mình sẽ hỏi những bạn đi trước, hoặc là mình giao lưu được những anh chị tất trên bạn bè trên toàn quốc tế. Và Tuyết có một cái nhóm riêng ở về bên thị trường ở bên Nhật ấy. Ở bên Facebook ấy, thì bạn nào mà ở bên Nhật thì có thể liên hệ với Tuyết để Tuyết add vào đấy. Trong nhóm đấy thì có những anh chị lãnh đạo của công ty, lâu lâu cũng có thể giao lưu và lâu lâu có thể họp những cái vấn đề khó khăn như là hàng hóa, hoặc là mở rộng thị trường bên Nhật, hoặc là phát triển về cái nguồn hàng, hoặc là cái đường vận chuyển nó như thế nào ấy. Thì cũng có anh CEO Nguyễn Hữu Sơn vào hỗ trợ. Thì anh chị nào mà đang ở bên Nhật ấy, thì có thể là kết bạn với Tiết để Tiết add vào cái nhóm Facebook cộng đồng ở bên Nhật các anh chị nhé. Chúc các anh chị đó là có một cái kết quả làm việc ở BSAY thật là viên mãn. Chỉ cần một cái quy tắc, Tuyết cũng giống như tất cả các anh chị đang hành động tại BSAY, đó là tập trung. Nếu như thật sự mình đã hiểu về BSAY là một cái môi trường tốt rồi, mình tập trung thôi là chắc chắn là mình sẽ có cái kết quả như mình mong muốn. Các anh chị nhé. Em chào các anh chị ạ. Rồi, ok. Rất là cảm ơn phần giới thiệu của chị Tuyết ha. Đầu tiên thì gửi là chúc mừng của chúc mừng tới chị Tuyết ha. Đó là mình đã hoàn thành cái danh hiệu đại lý 3 sao. Cái cột mốc đầu tiên để mà mình mở ra cái hành trình thành công của mình tại BSAY. Ok, nhớ ngày nào là chị Tuyết tham gia thì mình thấy là chị Tuyết rất là năng động trong cái việc là mình chủ động mình tham gia, mình hỗ trợ các chương trình của bên hệ thống. Thì đợt vừa rồi thì cũng có phối hợp với chị Tuyết rất là nhiều trong cái việc là triển khai các chương trình bên mảng sữa thuộc nhà cung cấp STFA. Thì hiện tại thì đối với nhà cung cấp STFA thì mình đang có cái lai hàng sữa là sữa non Lotte. Thì sản phẩm này hiện tại thì ngoài là độc quyền tại trường Việt Nam thì STFA đã có ký kết độc quyền tại thêm hai nước nữa, đó là Thái Lan và Indonesia. Nên là sắp tới thì chắc chắn trước mắt ít nhất là cái nhãn Lotte là có thể đồng hành với chúng ta ở ba quốc gia tại thị trường Đông Nam Á. Do đó là những anh chị nào ở Thái Lan á, thì và ở Indo thì mình nên lưu ý cái sản phẩm này. Cái thứ hai á, là trong tuần sau á, thì bên nhà cấp STFA thì mình sẽ ra một cái dòng sữa non mới nhập khẩu từ từ Pháp các anh chị ha. Thì cái dòng sữa non này thì nó sẽ độc quyền toàn bộ 11 nước Đông Nam Á. Thì đây sẽ là một trong những cái bước chuẩn bị của một vài nhà cung cấp để mà đồng hành cùng với BSAY, để giúp cho các anh chị có những cái sản phẩm bước đầu để mà mình dễ dàng mình kinh doanh ở các nước sở tại và vẫn đảm bảo các yếu tố, đó là các sản phẩm của mình là nó đảm bảo được các yếu tố về pháp lý chính ngạch. Để mà mình có thể làm một cách nó đường đường chính chính từ sớm luôn các anh chị ha. Thì theo Nguyễn thì các anh chị nên ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm nào á, mà sắp tới là có thể đồng hành với chúng ta ở thị trường nước đó luôn cho cái sản phẩm bước đầu. Khi mà chúng ta đã có một cái lực lượng tương đối đông đảo tại thị trường nước đó rồi á, và chúng ta đã chứng minh được một cái khoản doanh số rồi á, thì lúc đó thì chúng ta bắt đầu mình sẽ làm việc với các cái nhà cung cấp ở quốc gia sở tại để những cái vấn đề liên quan về hàng hóa, về kho vận, về pháp lý thì nó sẽ thuận lợi luôn các anh chị ha. Rồi ok. Rồi rất là cảm ơn phần chia sẻ của chị Tuyết ha. Nguyễn rất là tâm đắc với cái chia sẻ của chị Tuyết, đó là cái sự tập trung các anh chị. Tập trung đúng không ạ? 20% thời gian tập trung là tạo ra tới 80% kết quả lực. Nên nếu mình đã cảm thấy là mình muốn thành công với BSAY, mình đã nhìn thấy được cái điều gì đó ở BSAY rồi, thì rất là mong là các anh chị mình hãy có những cái sự tập trung nhất định để mà mình tạo được những cái bước thềm đầu tiên để lấy đó làm cơ sở để mà mình có thể phát triển tại BSAY. Bản thân Nguyễn thì Nguyễn cũng không có khuyến khích, đó là bây giờ các anh chị ở nước ngoài thì mình phải từ bỏ các công việc hiện tại, nhưng mà những khoảng thời gian nào mình có thể sắp xếp được thì mình nên tập trung. Bây giờ thì khi mà mình hợp tác, mình phối hợp các chương trình ở Việt Nam nó cũng đỡ cho các anh chị. Đó là tài liệu bán hàng mình có rồi, tài liệu sản phẩm mình có rồi, tài liệu công ty mình có rồi, các trình huấn luyện thì cũng có rồi. Và mình có thể là tạm thời là khi mình chưa có cái chương trình ở nước ngoài, hoặc là chương trình với cái ngôn ngữ của nước sở tại á, thì mình đã cũng không cần phải là nhúng tay vào trong cái công tác liên quan về hàng hóa, về tài liệu, về đào tạo rồi. Thì gần như là các chị cần tập trung vào một cái chuyện rất là quan trọng, đó là tìm kiếm cái nhân tố tiềm năng tại các thị trường đó ha.
Nguyễn còn nhớ rất là rõ luôn là trong cái năm đầu tiên mà mình về BCA là mình phải gọi là làm full time các anh chị. Trong một năm đầu mình ở BCA là ngày nào là cũng 7 giờ sáng cho tới là 9, 10 giờ đêm các anh chị. Và ngày nào nó cũng như ngày nào vậy, từ thứ hai cho tới chủ nhật các anh chị. Hồi xưa là Nguyễn đi làm sớm tới mức là hồi xưa là công ty mình có một cái nhà cung cấp đầu tiên là nhà cung cấp Vifarm, là nhà cung cấp mà cung cấp cho BCA mình cái nhãn mỹ phẩm là Dr. Lee, rồi Nycod, rồi Newland, rồi sau này là có thêm một công ty về thực phẩm chức năng nữa là Ligip, thì nó chung một chủ đó các anh. Thì nhà cung cấp đó là có hỗ trợ cho BCA mình cái phòng, và cái phòng nó ngồi được 6 người ở trong cái kho hàng của cái nhà cung cấp đó. Và mình đi làm sớm, tức là mình có mặt ở cái văn phòng đó sớm tới mức mà sau một thời gian là mình làm việc ở đó thì là bên nhà cung cấp đó là giao luôn cái chìa khóa văn phòng cho mình luôn các anh chị. Tại vì nhân viên là 8 giờ 8 rưỡi bắt đầu làm việc, mà mình là 7 giờ là mình có mặt rồi. Với lại hồi xưa là các chị biết là mình phải mình không có trực cái data center, là chỉ trực cái số điện thoại như bây giờ đó các anh chị. Bây giờ là các chị rất là sướng, ngay cả các anh chị ở Việt Nam hoặc là các anh chị ở nước ngoài thì bây giờ công ty mình cũng chạy lên máy bay để mà nó ra được số điện thoại luôn, và các anh chị cần xử lý số bằng số điện thoại thôi. Còn cái thời của Nguyễn với các anh chị á, là mình sẽ phải xử lý tin nhắn, tức là khách hàng người ta chỉ inbox mình thôi. Tức là người ta sẽ comment những cái kiểu như là giá rồi chào rồi chấm cái, rồi BN là bao nhiêu đó. Sau đó bắt đầu là mình mới nhắn tin, mình nói chuyện, mình kết bạn, mình nói chuyện qua nói chuyện lại, hồi là mình mới xin được số điện thoại. Mình xin số điện thoại xong á, thì bắt đầu là mình mới tư vấn. Thì để làm được cái việc đó và làm cho cái data nó không bị nguội á, là sáng sớm là mình đã phải bắt đầu mình trực tin nhắn rồi. Tức là sáng ra là cái việc đầu tiên là mình phải cầm điện thoại lên mình xem để có cái data nào không. Tại vì có rất nhiều anh chị là 5-6 giờ sáng bắt đầu người ta dậy rồi, thì bắt đầu là người ta sẽ thấy được cái bài quảng cáo thì người ta đăng ký rồi. Thì nếu mình không tư vấn sớm là nó bị nguội. Và thời điểm đó là mình nhớ là cái team có 6 người các anh chị, và phải chia làm 3 ca. Ca 5 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, ca 12 giờ trưa cho tới là 6 giờ chiều, ca 6 giờ chiều cho tới 2 giờ đêm các anh chị. Nên là bây giờ mà các anh chị mà kêu mà mình đi chạy quảng cáo, kêu mình đi trực bay là mình nghe tới là mình chạy mất dép luôn các anh chị. Nó rất là cực và mình không có thời gian để mà mình làm gì hết các anh chị. Nhưng mà một cái khoảng thời gian đó là nó rất là đáng nhớ các anh. Thì bản thân Nguyễn thấy thì bây giờ các anh chị cũng không có cực khổ như Nguyễn và các anh chị ở thời điểm đầu đâu. Mọi thứ là gần như mình có sẵn rồi. Bây giờ mình chịu khó, thì nếu mà cái ngôn ngữ của anh chị tốt á, thì các anh chị linh động, các anh chị hỗ trợ cho mình luôn. Sau đó thì mình gửi cái bản dịch thuật qua bên cái đội ngũ leader để kết nối với bên công ty để mà chuyển thể qua tiếng địa phương để mà giúp cho các anh chị dễ làm việc ha. Đó, rồi những cái nội dung đào tạo huấn luyện sản phẩm gì đó thì nó cũng có sẵn hết rồi, video hình ảnh có sẵn hết rồi. Bây giờ các anh chị chịu khó là các anh chị chuyển tiếng Việt sang tiếng Thái hoặc là tiếng Indo hoặc là tiếng Đài Loan là xong. Nó gọn nhẹ chứ phải như Nguyễn hồi xưa là mình chỉ có một nhà cung cấp mỹ phẩm ở Hàn Quốc thôi các anh chị. Thì thời điểm đó là mình phải làm việc gì các anh chị? Mình phải nhờ bạn bè mình đi dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt. Thì nó cũng lủng củng các anh chị. Còn không là mình phải dùng Google dịch. Sau khi mình dịch xong là mình phải ngồi mình viết nó lại làm sao cho nó dễ hiểu. Và từ từ là mình fix nó thành một cái bài bán hàng. Thì nó mất rất là nhiều thời gian và công sức thời điểm đó. Nên hồi xưa là buộc các anh chị mà thời gian đầu làm BCA là đều phải làm full time hết, đều phải hy sinh cái công việc hiện tại hết, và phải chấp nhận một cái rủi ro rất là lớn. Nên là bây giờ các anh chị mình bắt đầu làm BCA thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Nên là mình cố gắng là mình tận dụng và mình sử dụng các cái nguồn lực hiện có ha. Rồi ok. Thì không biết là còn anh chị nào mình muốn giao lưu với các anh chị ở thị trường nước ngoài không ạ? Anh chị nào mình muốn giao lưu với các anh chị ở thị trường nước ngoài không ạ? Mình có thể giơ tay lên nè. Rồi ok, mời chị Thảo đại lý 3 sao ở Bắc Ninh ha. Ok, chào tất cả các anh chị em có mặt trong Zoom ngày hôm nay nha. Thì Thảo xin giới thiệu qua một chút. Thảo tên đầy đủ là Nguyễn Phương Thảo, hiện tại đang làm việc ở tại Bắc Linh. Thì trước đây, cách đây 5-6 tháng ấy, thì Thảo cũng như tất cả các anh chị em mới vào cũng chưa biết gì đến BCA cả. Nhưng mà cái cơ duyên mà Thảo đến với BCA ấy là cũng qua một lần lướt Facebook. Sau đó thì gặp mở quảng cáo của BCA, sau đó là cũng vào kinh doanh đầu tiên ở BCA. Thì đầu tiên cái cơ duyên là như vậy. Sau đấy thì Thảo đã lên được cái mục tiêu ban đầu cho mình, ngồi lại với leader của mình chính là tổng đại lý Lý Nguyễn đấy ạ. Sau đó thì Thảo đã có cái mục tiêu đầu tiên, đó là đại lý 1 sao.
và tiếp tục thì lên được 2 sao và hiện tại thì là lên được đại lý 3 sao như bây giờ. Thì trong cái quá trình mà Thảo lên như đại lý 3 sao thì cũng gặp rất nhiều thách thức. Thứ nhất là về bán hàng và thứ hai là cũng như là các công tác tuyển dụng ấy. Thì vượt qua được cái nhiều lúc là cũng bị tụt năng lượng. Nhưng mà khi mà ngồi lại với leader của mình ấy thì là năng lượng của mình nó lại được nâng lên và lại tiếp tục bắt đầu. Thì thực sự là cũng cảm ơn leader rất là nhiều. Thì trong cái quá trình đấy thì gặp rất nhiều thách thức như vậy. Thì qua đây thì Thảo cũng nhắn nhủ tới mọi người rằng là khi mà làm việc ở BJ ấy rất là nhàn, nhưng mà phải thực sự là phải rất nỗ lực thì sẽ hoàn thành được cái mục tiêu của mình đặt ra. Và trong cái quá trình đó thì bây giờ Thảo cũng đang thực hiện cố gắng duy trì 3 sao của mình để mà bước tiếp được những cái bước đà tiếp theo. Thì hôm trước thì Thảo cũng có một chút cũng không biết nói thế nào cả, nhưng mà chắc là trong cái buổi này cũng không có nhiều thời gian cho Thảo nên là Thảo nói qua một chút thôi. Tức là BJ đã cho Thảo rất là nhiều, Thảo cảm ơn đến công ty BJ nữa, bởi vì BJ đã cho Thảo cái môi trường kinh doanh. Thảo chưa từng gặp môi trường kinh doanh nào mà tuyệt vời như ở BJ, bởi vì thứ nhất là cung cấp cái công nghệ cho mình kinh doanh. Thì hiện tại thì Thảo cũng kinh doanh ở ngoài ấy, nhưng mà không có công nghệ tự mình phải ghi chép các thứ, tự mình đi giao hàng rồi làm từ A đến Z cả. Không có một cái gì luôn. Nhưng mà BJ đã cung cấp đầy đủ cho Thảo. Bây giờ thì chỉ việc bán hàng và chăm sóc khách hàng thôi. Mà còn không làm được nữa thì thực sự cũng rất là đáng tiếc. Nên là BJ thực sự là rất là tuyệt vời. Thì Thảo muốn nhắn nhủ với mọi người rằng với các bạn bè quốc tế rằng là cứ làm là cứ cố gắng kiên trì, người tiên phong thì rất nhiều cơ hội ạ. Thảo thực sự là cũng rất muốn như các anh chị bây giờ mà đang là người tiên phong ấy, là một mình một phương trời, một mình làm bá chủ thiên hạ. Ok, nhường mic lại cho tổng đại lý Linh Nguyễn ạ. Thảo chỉ nói một chút như thế thôi ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Rất là cảm ơn chị đại lý 3 sao, chị Thảo ở Bắc Ninh ha. Rồi ok, ở đây là có bạn đại lý 1 sao Quốc Vinh ở Đồng Nai là mình muốn giao lưu đúng không? Thì chắc là mời Vinh mình mở mic lên ha. Chào anh Nguyễn, chào mọi người ạ. Thì em tên là Quốc Vinh ở Đồng Nai á, hiện là trang chủ trang trại ở Đồng Nai luôn. Thì trang trại về heo, thì em biết về mô hình kinh doanh online 4.0 mình là qua Facebook á. Em với lại em cũng muốn tìm thêm nguồn thu nhập thứ hai để tự do tài chính về, không có phụ thuộc vô cái hiện tại cơ sở hiện tại đã có. Thì qua thời gian là 6 tháng em đồng hành với công ty thì em thấy mô hình này rất hay á, thì đã tìm nhiều chỗ lắm rồi nhưng mà chỉ thấy mô hình này là ok, tại vì là muốn gì cũng có, là muốn kiến thức gì hỏi thì học sản phẩm thì lên các chương trình đào tạo về sản phẩm của các nhà cung cấp á thì mình học rồi, còn không biết về cách bán hàng hay gì là cũng có các anh chị đã nhiệt tình dạy dỗ rồi. Thì tuy là mới có đại lý 1 sao thôi nhưng mà mình rất hãnh diện vào cái năng lực của mình, tại vì thì mình đã cố gắng phấn đấu trong tháng vừa rồi á, thì có lời khuyên với tất cả các anh chị quốc tế là mình cứ học hỏi, không biết thì cứ học hỏi thôi, các anh chị leader sẽ chỉ cho mình, còn không biết nữa thì hỏi về cái bán hàng hay gì về sản phẩm thì mình có tài liệu của công ty, thì mình kiên trì là được à, mình kiên trì quyết tâm là chắc chắn sẽ thành công, đừng có bỏ cuộc, thấy khó khăn là bỏ cuộc là không được, kiên trì học hỏi là xong là được thành công trong công ty rồi, hay chỉ như đó thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi ok, rất là cảm ơn phần chia sẻ của anh Vinh ở Đồng Nai là đang làm về mảng nông nghiệp đúng không?
Rồi, ok. Chăn nuôi anh. Chăn nuôi. Chăn nuôi. Okay. Rồi, hiện tại là anh Vinh là đi một sao rồi. Thì chúc anh Vinh là sắp tới là mình sẽ sớm mình lên các cái cột mốc tiếp theo tại BSI nha. Dạ. Ok. Không biết là còn anh chị nào mình muốn giao lưu trong buổi chiều này nữa không ạ? Còn muốn giao lưu mình chia sẻ kinh nghiệm với các anh chị ở nước ngoài không ạ? Thì mình có thể chủ động mình giơ tay, mình mở mic lên để mình chia sẻ. Rồi ok, có anh Thiên Nguyễn đại lý 3 sao. Rồi mời anh Thiên nha. Rồi Thiên chào tất cả anh chị. Chào ban tổ chức, chào Leader Nguyễn. Lâu lắm mới gặp lại Leader Nguyễn. Ok. Xin chào anh chị. Mình tên giới thiệu là mình Nguyễn Ngọc Thiên ha. Mình trước đây chắc là anh chị, nếu mà anh chị còn ngoài anh chị ở nước ngoài thì anh chị ở Việt Nam thì thấy là Thiên đang lái xe đúng không? Thiên trước kia là cũng là kỹ sư điện, sau đó là Thiên vì tai nạn cho nên Thiên không có theo nghề nữa và Thiên chuyển qua sang nghề tay trái là tài xế xe du lịch vậy. Được cái là đi chạy tour cho nên là đi xuyên Việt và xuyên Á luôn ha. Thiên cũng đã từng qua Thái và đi tour ở bên đó. Thì Thiên bước vào BSI thì tháng 4 năm 2021. Và Thiên thật sự là Thiên cũng đi tìm cái mô hình kinh doanh anh chị. Thiên cũng đã từng làm trang trại heo nè, Thiên cũng đã làm quán cà phê Milano những quyền kinh doanh đó ha. Nhưng mà hầu như tất cả các mô hình đó đều nó có một, đương nhiên nó cho Thiên những cái thu nhập và cũng có những cái tài sản, nhưng mà cái điều là nó không có cái mô hình nào mà Thiên thấy nó được như ở BSI. Và khi Thiên đang chạy xe thì Thiên cũng nhân chạy thao lướt Facebook và tìm thông tin để thêm kinh doanh. Thì Thiên được tổng đại lý đơn hàng của Thiên bây giờ là đưa vào BSI, cho Thiên cơ hội và Thiên phát triển từ tháng 4. Và Thiên may mắn là được chạy theo 90 ngày top 9. Trên cuối tháng 7, cuối chương trình 90 ngày top 9 thì Thiên cũng được lên 3 sao. Và hiện tại giờ là Thiên cũng đang có một hệ thống đội nhóm cụ thể. Và Thiên đang nghỉ công việc chính luôn chị. Thiên mới kết thúc công việc chính cách đây 2 ngày. Và giờ Thiên tập trung vào BSI. Thì nó cũng có cho Thiên nhiều kết quả. Thật sự BSI nó không có một cái, giống như chị Thảo nói đó, không có một cái công nghệ nào, không có một cái công ty nào mà nó cho mình được cái những cái mà gọi là tối ưu nhất rồi anh chị. Tức là tối ưu toàn diện. Thiên thấy là Thiên đi kinh doanh rất nhiều nè, tất cả các mô hình AM, chẳng hạn như Lưu Hội, Amway, Odilem, Thiên cũng đã tham gia rồi ha. Nhưng mà thật sự ra là ở đây nó tối ưu lắm. Và không có cái mô hình nào mà tối ưu đến những cái thời điểm như bây giờ. Theo như là Thiên được biết như vậy và Thiên và Thiên chia sẻ cho anh chị như vậy ha. Và Thiên cũng xin chúc anh chị một buổi chiều tràn đầy năng lượng. Và có anh chị, những anh chị mà đang ở nước ngoài đó thì đương nhiên cái giai đoạn đầu nó đang khó khăn, nó đang khó khăn vì những hàng hóa hay này nọ, nhưng mà Thiên nghĩ là không khó khăn bằng những Lít Nguyễn đồ hay là những anh chị đi trước mà đã khởi nghiệp BSI đâu. Thiên cũng cảm nhận được điều đó cho nên là Thiên mong anh chị là sẽ cố gắng qua giai đoạn này thì mình sẽ tỏa sáng tại thị trường nước ngoài ha. Rồi Thiên sẽ gửi lại mic cho Lít Đồng Nguyễn. Rồi ok, rất là cảm ơn anh Thiên ha. Biết anh Thiên rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay là mới có dịp là giao lưu. Anh Thiên là có một cái sự tích đó là chạy doanh số để lên 3 sao trong vòng 13 ngày đúng không? Em nghe là chính xác là 18 ngày. Chính xác là 18 ngày Lý Nguyễn. Mời CEO Đỗ Thanh Hương về bia hệ thống từ ngày 12 thì 15 bắt đầu chạy. 28 kết thúc. Ok, tuyệt vời. Chúc mừng anh Thiên nha. Chúc anh Thiên là mình sẽ có những bước tiến mới tại BSI trong thời gian sắp tới. Rồi thì chắc là mình sẽ giao lưu tới đây đi ha. Hôm nay thì cũng hơi đột xuất anh chị, tại vì chỗ Úc Lít Úc Lít đầu Úc My thì có Lít chương trình ngày hôm nay thì chuyển qua cho Nguyễn thì cũng chưa có trao đổi với Nguyễn về cái việc là hôm nay là có đào tạo, có training gì cho các anh chị ở nước ngoài không. Chắc là mình sẽ dành khoảng 30 phút còn lại của chương trình buổi chiều ngày hôm nay để mà mình hỏi đáp đi ha. Thì các anh chị ở nước ngoài thì mình trong cái quá trình mình tham gia BSI thì mình có cái chỗ nào mình chưa rõ, mình chưa hiểu, hoặc là trong quá trình mình triển khai thì mình đang gặp cái khó khăn gì thì các anh chị có thể đặt cái câu hỏi ha. Thì nếu mà Nguyễn có kinh nghiệm thì Nguyễn có thể chia sẻ cho các anh chị. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều anh chị đại lý 1 sao, 2 sao, 3 sao ở BSI. Những người mà mình đã có kết quả kinh doanh ở BSI trong khoảng thời gian gần đây thôi thì nghĩ là các kinh nghiệm của các anh chị nó đang rất thực tiễn với cái giai đoạn hiện tại, thì có thể là giúp cho mình
có một cái nhìn nó ok hơn, cũng như là có thể là có một cái hướng cho những cái công việc hiện tại của mình tại cái nước ngoài ha. Thì thấy có chị Hiền là giơ tay thì chắc là chị Hiền mở mic nha. Chào Nguyễn và chào các anh chị em. Hiền giơ tay là để giao lưu chứ còn chưa có câu hỏi, vì là cô Nguyễn vừa mới đấy đưa cái ý kiến là câu hỏi thì Hiền chưa có chuẩn bị. Nhưng mà Hiền muốn giao lưu với anh chị em một tí. Tức là khi mà mình bắt đầu vào BCA thì là hôm nay là được 6 tuần rồi. Và xin được giới thiệu trước đã chứ. Mình là tại giới thiệu mấy lần rồi cho nên là cứ nghĩ là đã giới thiệu rồi cho nên là không có giới thiệu lại. Hôm nay có các anh chị em mới thì mình cũng xin được giới thiệu lại một lần nữa. Là mình là Hiền ở Thái Lan, tỉnh Pattaya, thành phố Pattaya, Thái Lan. Hiền sống ở bên này được 3 năm rồi. Và khi mà sang đây thì Hiền làm du lịch. Trước đây Hiền làm du lịch được 22 năm rồi. Và khi sang đây thì vẫn cứ làm du lịch. Cho đến khi bị dịch bệnh COVID thì là Hiền nghỉ ở nhà được 2 năm. Thế thì cái cơ duyên là nào đến với BCA? Thì thực ra thì là 2 năm rồi. Mình cũng tìm kiếm cái môi trường để mà làm việc mới. Thực ra thì mới COVID thì mình cũng chưa có, cũng không biết là COVID đến khi nào để mà dừng lại, để mà tiếp tục cái công việc đâu. Nhưng mà mình cũng không có ý định là mình bỏ cái công việc làm du lịch. Bởi vì cứ nghĩ là COVID thì chắc là nó cũng chỉ là một vài tháng rồi nó thấy thôi. Nó giống như là cái bệnh cúm rồi là qua ngay thôi. Thế nhưng mà càng chờ thì lại càng vô vọng. Thế thì lúc đấy bắt đầu cũng là thấy được rằng là cái quá trình mình làm 22 năm á, thì nó thấy sao mà nó bạc bẽo quá. Thực sự lúc mà không có bị dịch bệnh thì cũng đã đủ các thứ rủi ro rồi. Thế rồi đến khi mà dịch bệnh vào thì mình mới thấy rằng là cái nghề mà làm việc trực tiếp, làm việc đơn thuần ấy, nó quá là rủi ro rồi. Mình cũng bắt đầu mình nghĩ đến làm cái công việc thứ hai. Thì ai mà đã làm kinh doanh và trải qua các cái rủi ro rồi ấy thì mới thấy rằng là khi gặp được BCA thì là may mắn như thế nào. Hiền cũng tìm từ 2 năm nay, Hiền cũng tìm rất là nhiều các cái mô hình kinh doanh. Thế nhưng mà đúng là đến khi mà gặp được BCA thì mình thấy rằng mình quá là may mắn. Thực sự là mình cũng khi mà gặp được thì mình cũng chưa hiểu là BCA họ có những cái gì cho mình và mình có những cái gì mình sẽ làm được với BCA đâu, bởi vì cả cuộc đời mình làm du lịch, nghĩa là làm bán dịch vụ chứ không phải là bán hàng. Và cái công nghệ thông tin thì khi mà mình làm cách đây 22 năm đến bây giờ thì là nó theo cái mô hình kinh doanh cũ, cho nên là cũng không biết một cái gì về công nghệ thông tin hết, cũng không áp dụng cái gì về công nghệ thông tin hết cả. Cho nên là cái lĩnh vực này thực sự là mình hoàn toàn đối với mình. Nhưng mà mình hiểu rằng là nếu mà kinh doanh mà không có công nghệ thông tin thì không thể nào mà thành công được. Thì đấy cũng là một cái mà khi mà mình còn kinh doanh cũ thì mình rất là muốn được áp dụng vào. Thế nhưng mà một mình thực sự là không thể làm được cái gì khác, không thể làm được tất cả, bởi vì là nếu mà mình đầu tư ra một cái bộ máy để mà làm marketing cho công ty rồi thiết kế rồi tiền marketing, tất cả mọi thứ nó rất là lớn, rất là nhiều, thì mình cũng mơ ước rằng là làm sao mà mình có một cái mô hình marketing vào mà mình dựa vào mình làm như thế. Tự nhiên cứ cảm tưởng như rằng là khi mà mình gặp được BCA nó giống như là cái mà nó giấc mơ của mình nó thành hiện thực, mà BCA đã làm cho mình tất cả những cái mà mình chỉ việc làm mình áp mình vào mình làm thôi. Thế là mừng quá, và làm thực sự là ở bên này được 6 tuần là làm được BCA 6 tuần rồi. Nhưng mà mình rất là muốn bán hàng, nhưng mà cũng làm theo 7 cái bước trong cái cuốn 7 bước thành công trong cuốn 180 ngày. Thế nhưng mà bên này khó khăn về vấn đề hàng hóa cho nên là Hiền chưa thể trải nghiệm được, và cũng không trải nghiệm cho nên là không dám bán cái hàng gì hết. Nhưng mà công ty hướng dẫn upline của mình là bạn Vũ hướng dẫn cho mình đến đâu là mình thực hành. Mà thực tế là mình là toàn là người chủ động đấy. Vũ chưa nói xong mình đã bảo ôi thế cho chị làm này đi. Vũ phải nói là có khi mình là cái người mà
mà đại lý data của Vũ là dễ nhất trong tất cả những data mình, bởi vì là khi mình đi tìm thì mình toàn chủ động mình tìm BCA chứ không phải là BCA thuyết phục mình cái gì, không cái gì hết, bởi vì mình BCA là một cái mà mình tìm mà mình giống như là ước mơ của mình nó biến thành sự thật đấy. Thế cho nên là mình nhanh lắm, khi mà Vũ vừa mới gọi điện cái mình bảo thế em cho chị học cái này, rồi em đấy, rồi đến lúc mà mình giới thiệu data thì mình mua data luôn. Rồi mình rồi đấy, bây giờ rất là mong làm sao mà BCA đưa được cái nguồn hàng sang bên này thật là nhanh để cho các anh chị em được trải nghiệm và bán hàng. Đấy thì mình 6 tuần thì mình cũng tuyển được một cộng tác viên. Đấy là một cái thành công rất là nhỏ nhỏ, nhưng mà cũng chia sẻ được, cũng làm đấy là một cái thành công đầu tiên của mình ở BCA. Và mình đã quyết định là sau này chắc là nếu mà có mình cũng không quay lại ngành du lịch nữa và làm full time cho BCA suốt đời. Cho nên là mình cũng chia sẻ với các anh chị em mới, nếu mà chưa có phương hướng hay là chưa tin hay là như thế nào thì hãy tin vào những cái người đi trước đã. Đã làm kinh doanh thất bại như Hiền, thực ra không phải là thất bại đâu, vẫn có đủ kinh phí để mà sống đến 22 năm thì chứng tỏ là cũng không phải là thất bại, nhưng mà đối với Hiền như thế là không thành công. Cho nên và vì phí qua cái sức mình bỏ ra nó quá phí, cái thời gian của mình nó quá phí và cái hiệu quả nó không cao, cho nên là mình nên đầu tư vào cái mô hình nào, cái lựa chọn của mình vào đâu để cho mình vừa đỡ mất thời gian và có ra hiệu quả, và cùng cái công cái sức cùng một cái thời gian như đấy thì mình sẽ làm như nào cho nó ra hiệu quả hơn thì mình làm, và mình tin rằng cái sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Và mình chỉ có mỗi một cái là tâm huyết với các anh các chị rằng ngày xưa BCA khó khăn, tất cả mọi thứ khó khăn như thế, các bạn ấy không có một cái gì mà các bạn ấy thành công đến như ngày hôm nay, thì mình ngày hôm nay mình đã nhìn thấy tất cả mọi thứ rồi thì không có lý do gì mình thất bại cả, chỉ có mỗi cái là phải quyết tâm thôi. Và tôi đã quyết tâm lắm. Chỉ có chờ BCA sang đưa được hàng đến sang đây là tôi hành động thôi, và tôi cũng đang hành động về vấn đề tuyển nhân sự rồi. Đấy, có hai việc quan trọng nhất là tuyển nhân sự và bán hàng, thì tôi đang thực hiện được việc tuyển nhân sự. Thì còn việc bán hàng nữa thì chờ đợi vào BCA. Xin cảm ơn các anh các chị. À, cảm ơn các anh chị Việt Nam đã động viên thị trường quốc tế, thì thay mặt các anh chị em thị trường quốc tế, cảm ơn các anh chị em ở phía Việt Nam lúc nào cũng động viên các anh chị em ở thị trường quốc tế, và cũng hy vọng rằng các anh chị em ở thị trường quốc tế thì cũng quyết tâm và quyết chí để mà làm, để mà thành công được như các anh các chị em ở Việt Nam. Thì xin cảm ơn. Xin trả lại mic cho Nguyễn. Ok, rất là cảm ơn phần chia sẻ rất là nhiều những cái tình cảm, rất là nhiều những cái tâm huyết ở trong đó của chị Hiền, một cái người đã có hơn 20 năm gắn bó trong lĩnh vực du lịch tại thị trường Thái Lan ha. Rồi thì rất là mong là chị Hiền sẽ là một trong những cái nhân tố, một trong những cái viên gạch đầu tiên cho BCA ở thị trường Thái Lan trong thời gian sắp tới. Và bản thân Nguyễn tin rằng là nếu niềm tin của các anh chị đủ lớn, tầm nhìn của các anh chị đủ xa, thì chúng ta hoàn toàn là có thể chung tay để chúng ta xây dựng BCA tại thị trường Thái Lan hoặc là các thị trường quốc tế. Đó mà cái câu chuyện của BCA 3 năm tại thị trường Việt Nam thì Nguyễn tin rằng nó sẽ chính là cái câu chuyện, và thậm chí là sẽ còn tuyệt vời hơn nữa đối với các anh chị ở thị trường quốc tế rất là nhiều. Rồi ok, thì chắc là mình sẽ dành một chút cái khoảng thời gian để mà mình giao lưu, mình giải quyết một số cái khó khăn của các anh chị trong cái quá trình mà mình tham gia vào BCA trong thời gian vừa rồi ha. Thì không biết là hiện tại là các anh chị ở thị trường quốc tế là mình có đang gặp cái khó khăn, hay mình đang gặp cái chỗ nào mình chưa rõ về mô hình BCA, hay là mình gặp những cái vấn đề đó trong quá trình làm việc không ạ, thì mình có thể mở micro lên để mà mình giao lưu, mình trao đổi với nhau ạ. Ok. Hiện tại là mình thấy là đại đa số các anh chị giao lưu là trong bữa nay là các anh chị còn mới toanh. Nãy giờ là mình gặp một số thành viên là mình vào một tuần, hai tuần, ba tuần, một tháng vậy đó. Và vẫn chưa có nhiều cái trải nghiệm ở cái kinh doanh của BCA.
Rồi ok, có chị Kim Yến ở Malai là muốn có câu hỏi hả chị? Nếu có câu hỏi thì chị Yến có thể là mở mic lên ha. À, chào anh Nguyễn, chào các anh chị trong nhóm. Em nói với các anh chị trong nhóm là tại vì mấy anh chị không có để là ở chỗ nào á, nếu mà các anh chị ở trong đây có ai là ở Malaysia đó thì có thể mình làm quen rồi các bạn rồi hoạt động chung nhóm đó. Ngoài bạn mình có biết một bạn là Kiều Nga đó, còn ngoài bạn Kiều Nga thì có ai ở Malaysia không? Thì là chị Yến là mình đã có ở trong cái nhóm cộng đồng BSAY quốc tế ở trên Facebook cho chị. Có chắc đó phải, em không biết anh vậy. Nếu mà mình có trong group đó thì mình cố gắng mình chủ động là mình nhắn tin lên trên group đó xem là có anh chị nào ở Malaysia không ha. Thì để mình connect với nhau nha. Tại vì hồi nãy giờ thì em chưa thấy anh chị nào ở Malaysia mà mình mình trong Zoom này không biết là trong Zoom có anh chị nào ở Malaysia mà. Anh chị nào ở Malaysia thì mình comment comment số 1 để cho chị Yến biết để mà mình có thể là connect với nhau các anh chị nha. Rồi ok. Thì khi mà các anh chị tham gia vào BSAY á thì cái kinh nghiệm của Nguyễn là trong thời gian đầu á thì các anh chị cố gắng là mình bám sát cái người leader của mình. Và nếu mà các anh chị cảm thấy mà mình sẵn sàng để mà mình làm việc rồi á thì các anh chị nên có mặt trong ít nhất là 2 chương trình sau đây. Thì các anh chị cố gắng mình sắp xếp ha. Thứ nhất là chương trình 5 giờ sáng. Các anh chị lưu ý cái chương trình 5 giờ sáng ha. Thì đối với những anh chị mà ở ngoài cái múi giờ mà Hà Nội, Jakarta thì Nguyễn không biết là cái múi giờ nó lệch như thế nào. Nhưng mà nếu sắp xếp được thì các anh chị nên tham gia. Còn đối với những anh chị mà thuộc cùng một cái múi giờ với Việt Nam á, thì có nghĩa là cái thời gian sinh hoạt các thứ thì nó cũng không có sự khác biệt quá lớn. Thì để mà các anh chị có thể bắt nhịp nhanh nhất với cái hoạt động kinh doanh ở BSAY á, thì các anh chị nên tham gia cái chương trình 5 giờ sáng. Mình tổ chức cái chương trình 5 AM là vào cái tháng đầu tiên mình bắt đầu triển khai á, là mình triển khai vào Nguyễn nhớ là khoảng tháng 4 tháng 5 gì đó năm 2020. Thì cho tới thời điểm này là mình triển khai được khoảng là 17-18 tháng gì đó các anh chị, cho cái chương trình 5 giờ sáng. Và khi mình bắt đầu cái chương trình 5 giờ sáng đầu tiên là mình bắt đầu chỉ với là Nguyễn nhớ là 24 người. Nguyễn nhớ chính xác là 24 người. Và thời điểm đó là 24 người là chưa có ai mà có cái thói quen mà dậy vào 5 giờ sáng hết. Nhưng mà nhớ rất là rõ là những cái buổi đầu tiên là còn dậy là sau đó là phải gọi người này réo người kia gọi nhau dậy. Rồi sáng ra là anh em gọi là mắt nhắm mắt mở hết các anh. Tại vì là chưa có quen với chuyện mà tham gia 5 giờ sáng. Thời điểm đó thì BSAY chúng ta là cái lực lượng còn rất ít các anh chị. Thì mình cũng chưa có đông đảo những anh chị mà mình đã có sẵn cái nếp mà dậy vào 5 giờ sáng. Đại đa số là đều là hai mấy tuổi, 30 tuổi. Những anh chị mà mình đi đầu với BSAY thời gian đầu á. Nhưng mà chỉ sao là một năm rưỡi triển khai các anh chị. Thì cái chương trình 5 giờ sáng thì nó là một trong những chương trình xuân sống. Và nó đã đánh cái dấu mốc cho cái sự tăng trưởng khủng khiếp của BSAY trong khoảng một năm rưỡi vừa rồi các anh chị. Thì mình thấy rõ ràng là cái chương trình nó đã có những cái đóng góp rất là lớn và cái sự phát triển của BSAY. Thì cái mục tiêu mà mình triển khai cái chương trình 5 giờ sáng á, đó là mình mong muốn là cái kinh doanh của mình nó đúng với cái tiêu chí của BSAY đưa ra. Đó là mình sẽ có một cái công việc mình làm vào thời gian rảnh và nó song song với công việc hiện tại và nó không ảnh hưởng gì tới công việc hiện tại hết. Đúng không? Thì lý do mà mình tổ chức cái chương trình nào 5 giờ sáng á, đó là mình cũng suy nghĩ về rất là nhiều cái chương trình các anh chị. Đó là bây giờ mình tổ chức chương trình ví dụ 12 giờ trưa hay là 7 giờ tối chẳng hạn. Hay là một cái giờ nào khác thì mình cảm thấy là cái giờ nào nó cũng sẽ có người bận hết các anh chị. Cái giờ nào nó cũng sẽ có người bận hết. Thì mình thấy là cái giờ 5 giờ sáng á, là rất hiếm anh chị mà bận vào cái giờ đó. Đúng không? Bản thân Nguyễn thấy là mình sống ở trên thế giới này là 28 năm rồi các anh chị. Thì trong 28 năm mà Nguyễn sống ở trên đời này thì Nguyễn thấy là cái giờ 5 giờ sáng á, là gần như á, là mình hiếm khi nào bận một cái việc gì lắm các anh chị. Cái giờ đó là mình chỉ có bận một cái việc thôi các anh chị. Đó là hồi xưa giờ là mình chỉ bận ngủ vào cái giờ đó thôi. Nên là các anh chị mà sáng ra mà cứ bảo là đang bận chuyện này bận chuyện kia rồi không mở camera là không tham gia được thì chỉ có một cái lý do là gọi là 99,9% là bận ngủ thôi. Nên là mình mới tổ chức cái chương trình vào cái thời gian đó. Thì ngoài cái việc là mình tổ chức vào cái khung giờ đó để nó
để gần như là chắc cũng không có ai mà gọi là phải hiếm lắm thì mới có người bận vào cái giờ gian đó, để mà mình có thể là mình có một khoảng thời gian để mà mình có thể là mình tập hợp, mình quay quần, mình đào tạo, mình học tập và mình giải quyết những cái vấn đề trong ngày với nhau, để làm sao là với cái chương trình 5 giờ sáng á, là sau khi mà chương trình nó kết thúc á, thì mình có thể toàn tâm toàn ý, thứ nhất là mình làm cái công việc hiện tại bên ngoài, công việc mà đang nuôi sống mình đó. Cái thứ hai đó là những cái khoảng thời gian mà mình sắp xếp được cho BJ á, là mình sẽ tập trung mình giải quyết những cái công việc để mà mình đạt được cái mục tiêu ở BJ. Còn những khoảng thời gian khác trong ngày á, là thứ nhất là mình cũng không có, là mình không ảnh hưởng tới công việc hiện tại. Thứ hai là mình cũng không có đi học hay là mình đi hội họp quá nhiều. Tại vì cái thời gian để mà mình xin công á, là nó là cái thời gian mà mình phải đi tư vấn, mình phải đi bán hàng, mình phải đi tuyển dụng, mình phải đi tiếp xúc, chứ còn mình đi học nó đâu có xin công được, đúng không? Nên là mình đưa hết những cái nội dung gì nó quan trọng nhất, nó cần thiết nhất, nó sát nhất với cái công việc kinh doanh của các anh chị là mình đưa vào cái chương trình 5 giờ sáng. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai á, đó là cái việc mà mình, các anh chị hình dung hồi xưa giờ mình đi làm á, là mình chỉ đi làm để mà mình tồn tại thôi, thì có thấy là cái người Tây người ta có một cái câu rất là hay, đó là cái thời gian mình là cái công việc mà giờ hành chính á, nó chỉ giúp là mình tồn tại thôi các anh chị. Còn cái công việc mà mình làm vào thời gian rảnh á, thì nó mới giúp là mình có tương lai được, nó mới giúp mình có tương lai được, đúng không ạ? Thì mình dành cái khoảng thời gian rảnh đó để mà mình cùng nhau là mình gặp gỡ, mình cùng nhau mình học tập, mình cùng nhau mình giải quyết những cái khó khăn, và đặc biệt là sáng ra là mình sẽ cùng nhau mình thức dậy để mà mình hình thành một cái thói quen mới, đó là mình thức dậy vào 5 giờ sáng, đúng không? Ngoài cái chương trình 5 giờ sáng là mình lồng ghép vào đó một cái chương trình challenge, tức là một cái thử thách thay đổi bản thân, một cái challenge. Đó là mình sẽ thức dậy vào 5 giờ sáng 66 ngày liên tục để mà mình cùng nhau mình xây dựng một cái thói quen mới. Thì trước cái chương trình 66 ngày thì bản thân Nguyễn cũng như là BJ mình là mình cũng tham gia, mình cũng tổ chức khá là nhiều những chương trình, ví dụ như là chương trình 21 ngày hoặc là chương trình 28 ngày, thì mình thấy là với cái khoảng thời gian đó thì nó không thể hình thành một cái thói quen mới được. Thì cho tới năm ngoái là khi mình tiếp xúc với một cái nghiên cứu mới nhất của trường đại học London nước Anh, đó là người ta chứng minh được anh chị, đó là để mà một người mình hình thành một cái thói quen mới á, là nó sẽ cần tới 66 ngày mà mình làm cái việc đó liên tục được anh, thì nó mới đủ dài được anh. Thì mình có một cái challenge là 66 ngày thì mình sẽ cùng nhau là mình thức dậy trước 5 giờ sáng, mình vào Zoom trước 5 giờ và mình điểm danh, đúng không ạ? Rồi sau đó thì ngoài cái việc là mình dậy sớm á, thì mình sẽ dành 2 tiếng buổi sáng từ 5 giờ tới khoảng là 6 rưỡi 7 giờ. Thì thứ nhất là mình sẽ dậy sớm cùng nhau, thứ hai là mình sẽ khởi động mình tập thể dục đầu ngày để mà mình làm nóng cơ thể để mình tỉnh táo, đúng không? Sau đó thì mình sẽ cùng nhau mình thực hiện một cái thử thách, một cái thử thách. Hiện tại thì các cái đội nhóm là mình đang tổ chức là, một là mình squat 250 cái, đúng không? Hai là mình lăng 7 phút và ba là mình hít đất. Nữ là Nguyễn nhớ là nữ là 70 cái, còn nam là 100 cái, đúng không? Thì sau 66 ngày á, những cái thành viên nào mà mình tham gia 66 ngày liên tục được và mình điểm danh liên tục, đó mà, và mình có quay cái video là mình thực hiện hoàn thành là 2/3 thử thách và mình up lên cộng đồng, thì mình sẽ được bên phía hệ thống là cấp cho mình một cái chứng chỉ, đó là mình đã hoàn thành cái chương trình challenge 5 giờ sáng. Đúng không ạ? Thì cái quy tắc của chương trình này đó là cứ cái ngày nào mà mình quên điểm danh, cứ cái ngày nào mà mình vô trễ, cứ ngày nào mà mình ngủ quên, thì mình sẽ phải điểm lại từ đầu. Thì cái việc đầu tiên đó là ngoài cái việc mình thức dậy cùng nhau mình học tập á, thì mình sẽ cùng nhau mình rèn luyện một cái cơ bắp. Thì đây là cái cơ bắp mà trong rất là nhiều năm qua thì đại đa số chúng ta là mình bỏ quên nó và mình không có rèn luyện nó. Đó là cái cơ bắp của ý chí, đúng không? Bình thường là mình nghe là mình chỉ rèn luyện là cái cơ bụng, cơ tay, cơ chân, cơ đùi, cơ mông, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mình rèn luyện một cái cơ bắp, đó là cái cơ bắp của ý chí. Tiếng Anh người ta gọi là chỉ số AQ đó, chỉ số vượt khó, đúng không? Người Việt Nam mình là có câu là cần cù là bù thông minh, đúng không các anh chị? Năng nhặt là chặt bị đó các anh chị. Thì mình sẽ cùng nhau là mình rèn luyện cái chỉ số này các anh chị. Để làm gì các anh chị? Các anh chị tưởng tượng nè, nếu như mà mình có thể là gì mình thức dậy liên tục vào 5 giờ sáng 66 ngày, mình cùng nhau mình học tập, mình cùng nhau mình rèn luyện, mình cùng nhau mình giải quyết vấn đề. Và nếu như các anh chị cũng có một cái team 20 người cùng nhau cùng với các anh chị hoàn thành cái chương trình gọi là gì các anh chị, 66 ngày này, thì sau 66 ngày á, thì Nguyễn tin rằng là các anh chị và đội nhóm của các anh chị là mình sẽ có tổng cộng là 20 người là tướng các anh chị. Thì cả nhà mình đồng ý với Nguyễn là có rất là nhiều người ngoài kia là mình rất là chịu khó các anh chị. Mình dậy rất là sớm, đúng không? Các anh chị đồng ý với Nguyễn là có những người là 3 giờ sáng là dậy rồi.
4 giờ sáng là dậy rồi, thậm chí 5-6 giờ sáng là dậy rồi đúng không? Nhưng mà các anh chị đồng ý với Nguyễn là có rất là nhiều anh chị là mặc dù mình dậy sớm như vậy nhưng mà mình vẫn không thành công đúng không ạ? À, cái lý do đó là người ta dậy sớm nhưng mà người ta không có môi trường. Người ta dậy sớm nhưng mà người ta lao và người ta đi làm. Người ta dậy sớm nhưng mà người ta không có lên mục tiêu. Người ta dậy sớm nhưng mà người ta không có tập thể dục, người ta rèn luyện bản thân. À, nên là người ta không thành công được. Thì các anh chị hình dung đi, nếu như mà bản thân của các anh chị á, mình có thể là mình dành 5 năm liên tục. Trong 5 năm đó ngày nào mình cũng dậy sớm vào 5 giờ sáng, ngày nào mình cũng tập thể dục, ngày nào mình cũng lên mục tiêu, ngày nào mình cũng học tập, ngày nào mình cũng giải quyết những cái khó khăn. Thì theo các anh chị là sau 5 năm á, một cái người mà mình có một cái thói quen tốt liên tục như vậy, mình học tập liên tục như vậy, thì sau 5 năm cái người đó có thể không thành công không các anh chị? À, theo các anh chị là sau 5 năm một cái người như vậy thì có thể không thành công không các anh chị? Theo Nguyễn là nếu mà một cái người có một cái thói quen tốt như vậy á, mà họ có thể duy trì cái việc đó đều đặn trong 5 năm liên tục, thì sau 5 năm nếu người đó không thành công thì cũng nghĩ cái việc đó nó rất là vô lý luôn. Các anh chị đồng ý không ạ? Nó rất là phi logic, các anh chị đồng ý không ạ? À, thì các anh chị hình dung là để mà mình vươn lên được trên cái mặt bằng chung của xã hội á, thì cái việc đó nó không có dễ. Tại vì rất, nếu mà bây giờ các anh chị có bằng cấp thì rất nhiều người kia bây giờ người ta cũng có bằng cấp đúng không? À, cách đây 10 năm, 20 năm á, thì cái bằng đại học nó là một cái gì đó nó xa vời. À, nhưng mà sau 10 năm, 20 năm thì à, ở nước ngoài mình không biết nha các anh chị, nhưng mà ở Việt Nam hiện tại thì cái bằng đại học thì gần như nó cũng không có giá trị gì nữa các anh chị. À đúng không ạ? À, bây giờ cái bằng đại học ở Việt Nam thì mình thấy nó cũng giống như cái bằng lớp 5 mà cách đây khoảng 15 20 năm nữa các anh chị. Đúng không? Nguyễn nhớ hồi cái thời mà Nguyễn còn nhỏ các anh chị, mình thấy là chủ tịch xã là học chứ chưa hết cấp 2 nữa các anh chị. Nhưng mà bây giờ là ít nhất là cái chuyện là phải có bằng đại học, và bây giờ nếu mà có bằng đại học ở Việt Nam á, là chưa chắc gì đã có một cái công việc mà gọi là 4 5 triệu nữa, nhiều khi là cũng phải đi làm công nhân. Làm công việc chân tay là bình thường, hoặc là nhiều khi là thất nghiệp dài hạn luôn, cũng không có việc làm. À, bản thân Nguyễn là hồi xưa là mình lên Sài Gòn để mình học tập các anh chị. Mà Nguyễn chia sẻ thật với các anh chị nha, từ hồi lấy bằng tới giờ là Nguyễn cũng chưa biết là xài tới cái bằng là gì nữa, mà bây giờ Nguyễn cũng không biết cái bằng nó nằm ở đâu nữa. Chắc là nó đang nằm ở trong một cái xó nào đó Nguyễn cũng không biết nữa. Hôm nay là do dịch thì mình không ở Sài Gòn nữa, thì mình về nhà các anh chị. À, thì mình cũng dọn dẹp nhà cửa, thì mình lục tới lục lui tới bây giờ vẫn chưa thể tìm được cái bằng là nó nằm ở đâu các anh chị. Chắc là coi như là số đời này là kiếp này là không có cơ hội được xài tới cái bằng luôn rồi các anh chị. Đó mà. À, thì bây giờ là nếu cái bằng cấp á, thì mình cũng không thể lấy ra để mình làm lại thế cạnh tranh được các anh chị. Đúng không? Bây giờ mình nói mình đẹp thì cũng nhiều người đẹp. À, mình nói mình giỏi thì cũng nhiều người giỏi, mình nói mình biết giao tiếp thì cũng nhiều người giao tiếp, mình nói bây giờ mình có tiền, mình có nền tảng, mình có yếu tố về mặt gọi là COCC thì cũng nhiều người có cái đó các anh chị. Nhưng mà nếu bây giờ mình còn không có mấy cái đó nữa thì lấy gì mà mình lấy cái cơ sở gì để mà mình có thể vươn lên trên cái mặt bằng chung. À, thì cái việc mình tham gia chương trình Mèo Sáng á, là ngoài cái việc là mình tạo điều kiện cho mình thêm cái cơ hội để mình rèn luyện bản thân, mình học tập, thì mình cho thêm mình một cái cơ hội là gì các anh chị? Đó là mỗi ngày mình có thêm 2 giờ làm việc anh chị, để mà mình tăng được cái lợi thế cạnh tranh của mình lên trên cái mặt bằng chung của xã hội. Đúng không? Ví dụ mỗi người là bây giờ là 8-9 giờ người ta mới làm việc. À, thì bây giờ nếu như mà mình cũng 8-9 giờ mình làm việc và mình cũng có những cái điều kiện như người khác thì cái cơ sở để mình thành công nó rất là thấp anh chị. Nhưng bây giờ là ok, coi như là bây giờ bằng cấp mình cũng giống, ngoại hình mình cũng giống, nền tảng mình cũng giống. Đó mà. Thì bây giờ là mình sẽ dùng thêm 2 giờ mỗi ngày để mình học tập, mình phát triển, để mà mình có thêm cái lợi thế cạnh tranh, để mà mình có cái cơ sở để mà mình vươn lên trên cái mặt bằng chung các anh chị. À, thì các anh chị lưu ý là đối với các anh chị trong nước và cả với các anh chị nước ngoài, nếu giai đoạn này mà các anh chị vẫn chưa có những cái kết quả rõ ràng và mình vẫn chưa biết là mình nên bắt đầu với những cái chương trình gì ở BC, thì theo Nguyễn là các anh chị nhất định phải có mặt trong chương trình 5 giờ sáng. Cái thứ hai đó là đối với những anh chị nào là mình tham gia vào BC và mình không dừng lại với công tác bán lẻ và mình đã bắt đầu bắt tay vào cái công tác tuyển dụng rồi á, thì các anh chị nên tham gia tiếp vào một cái chương trình xương sống thứ hai của BC. Đó là cái chương trình team 100 độ C. Được chưa? À, cái team 100 độ C á, là nó nằm ở cái bài học số 7. À, ở trong cái nội dung nền tảng thứ tư của BC, đó là 7 bài học cơ bản. Được chưa? Và tương tự như chương trình 5 giờ sáng các anh chị. Thì cái hệ thống kinh doanh của bên phía đại lý mình chỉ thực sự là tăng trưởng bùng nổ á, vào giai đoạn khoảng tháng 4, tháng 5 năm ngoái, khi mà bắt đầu mình áp dụng cái chương trình gọi là team 100 độ C các anh chị. À, cái cuốn 180 ngày của anh Sơn thì nó đã có rất lâu trước đó rồi các anh chị. Nhưng mà thời điểm đầu thì gần như là toàn bộ hệ thống đại lý và những leader thời gian đầu là mình không có tin vào cái cuốn đó các anh chị. Và gần như là mình không có áp dụng gì cái cuốn đó hết các anh chị. À, Nguyễn hay nói nhắc là mình hay nhắc lại với các chị leader là
là cái thời điểm đó là mình cứ ăn rồi mình đi ra sáng tạo bánh xe đạp, tức là mình đi mình chế ra những cách làm mà theo mình nghĩ là nó đúng cái, và mình phải trả giá rất là nhiều. Thì cho tới đầu 2020 thì khi mà mình đã trải qua một cái giai đoạn nhất định của dịch Covid-19 cũng như là gọi là cũng tương đối là gọi là sắp mặt tương đối nhiều mà với các cái hướng kinh doanh thời điểm đó, thì đến đầu năm 2020 thì lúc đó thì bắt đầu mọi người mình mới ngồi mình nhìn lại cái cuốn 180 ngày và bắt đầu là mình mới thử vận hành cái chương trình team 100 độ C. Thì chỉ sau là hơn một năm rưỡi mình triển khai cái chương trình team 100 độ C thì với là chỉ có 20 người cho chương trình đầu tiên, thì ở thời điểm này thì nếu như mà mình cộng toàn hệ thống lại tất cả các team mà mình đang triển khai chương trình team 100 độ C thì cũng nghĩ là chắc nó phải hơn 2.000 người rồi. Và trong vòng 18 tháng qua là nó đã đẩy doanh số của BSay tăng trưởng là theo Nguyễn nhẩm tính nha. Thì tới thời điểm này là mình đã tăng trưởng, để Nguyễn chia thử coi, là khoảng 40 lần. Khoảng 40 lần. Nếu mà tính tới tháng này thì khoảng 40 lần. Và số lượng đại lý của BSay ở thời điểm mà bắt đầu mình triển khai là như nó chỉ khoảng là Nguyễn nhớ là tháng đầu tiên mình triển khai là chưa vào chương trình 90 ngày năm 2020 thì thời điểm đó là mình chỉ đang có khoảng 2.000 user thôi các. Thì thời điểm này là mình đã vượt mốc là 40.000 user rồi các anh chị. Thì cái đó nó chứng minh cho cái tính đúng đắn và cái sự hiệu quả của chương trình team 100 độ C. Thì Nguyễn cũng trao đổi với rất là nhiều các anh chị ở thị trường Việt Nam đó, đó là các anh chị hãy tham gia cái team 100 độ C và hãy tham gia cái team nó đủ lâu các anh chị. Và cái con số khuyến cáo, khuyến nghị của Nguyễn cho các anh chị đó là các anh chị hãy ở lại trong cái team 100 độ C nó liên tục ít nhất là 7 tháng các anh chị. Và các anh chị đo lường cái hiệu quả làm việc của các anh chị thông qua cái việc đó là các anh chị có thể học tập và triển khai cái chương trình đó qua 3 cái cấp độ. Đó mà, qua 3 cấp độ. Thì 3 cấp độ này á, nó sẽ đúng. Sorry các anh chị. Nãy giờ không uống nước này là hơi khô cổ họng các anh chị. Thì các anh chị sẽ tham gia, không chỉ là các anh chị tham gia đủ 7 tháng để các anh chị học được cái bộ kỹ năng của cái chương trình đó, mà các anh chị hãy tham gia để các anh chị có thể phát triển được cái nội tại của các anh chị lên được ba cái nền tảng sau đây. Và nó nằm ở cái bài học số 3 trong cái nội dung là 7 bài học cơ bản các anh chị. Đó là cái nội dung, cái bài học số 3 là cái bài học là đào sâu xuống nền đất cứng đó các anh chị. Thì trong cái bài đó là nó có hướng dẫn cho các anh chị đó để mà các anh chị có thể thành công lớn trong một cái sự nghiệp kinh doanh đó, thì các anh chị cần phải phát triển cái nội tại của các anh chị qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là các anh chị sẽ tham gia cái team 100 độ C với cái vai trò là một các anh chị hãy tham gia để trở thành một người học trò giỏi các anh chị. Tức là các anh chị có thể học được cái bộ kỹ năng về tuyển dụng của cái chương trình team 100 độ C để các anh chị có thể tuyển dụng tốt được. Nếu không nói là tuyển dụng giỏi được các anh chị. Được chưa? Nếu như mà phải cho các anh chị một con số để mà các anh chị đánh giá là các anh chị đã có thể tuyển dụng giỏi được hay chưa thì theo Nguyễn là ít nhất đó là các anh chị có thể tuyển được từ 5 đại lý trên một tháng, 5 đại lý mới trên một tháng. Thì theo Nguyễn các anh chị đã hoàn thành được xong được cái mức độ đầu tiên. Đó là mình là một cái người học trò giỏi. Đó mà. Một cái người học trò giỏi. Được chưa? Một cái học trò giỏi và làm giỏi cái công việc mà mình học được. Nó cũng giống như là công việc bên ngoài vậy đó, nó cũng giống như là công việc bên ngoài vậy đó. Ví dụ giờ là các anh chị làm kế toán thì các anh chị phải là một người học trò giỏi ngành kế toán, và các anh chị cũng phải làm giỏi cái công việc kế toán thì các anh chị mới có cơ may là có thu nhập cao nhất trong cái việc là đi làm công ăn lương với cái nghề kế toán. Thì ở BSay cũng vậy. Được chưa? Sau khi mà các anh chị đã có thể trở thành một người học trò giỏi rồi á, các anh chị đã làm giỏi được rồi á, các anh chị đã tiếp nhận được cái bộ kỹ năng của hoạt động tuyển dụng rồi á, thì các anh chị sẽ quay lại cái chương trình team 100 độ C và các anh chị sẽ bắt đầu học với một cái tâm thế mới. Đó là các anh chị học với tâm thế đó là học để trở thành một cái người thầy giỏi các anh chị. Tức là bây giờ không chỉ là mình chỉ tham gia với vai trò một cái thành viên và mình hoàn thành cái công tác tuyển dụng, mà mình sẽ tham gia để mà mình có thể đào tạo lại các cái nội dung mà cái chương trình team 100 độ C sẽ đào tạo cho những cái thành viên mới sau này. Được chưa? Ví dụ như team 100 độ C thì mình sẽ được đào tạo về kỹ năng tuyển dụng đúng không? Kỹ năng telesale qua điện thoại đúng không? Kỹ năng xử lý data đúng không? Kỹ năng chăm sóc sau BB đúng không? Rồi kỹ năng OBB, rồi kỹ năng sàng lọc đối tác tiềm năng, kỹ năng chốt kung fu, kỹ năng chốt đại lý,
rồi kỹ năng kích hoạt người mới gì đó, thì các anh chị sẽ được đào tạo những cái đó. Thì cái việc của các anh chị đó là mình sẽ học cái cách để có thể đào tạo một hoặc là một vài nội dung đó trong cái chương trình năm, trong cái chương trình team 100 độ C. Thì các anh chị sẽ bước vào được giai đoạn thứ hai. Theo Nguyễn là khi mà các anh chị có thể đào tạo lại một hoặc là một vài nội dung đó thì các anh chị sẽ bước lên được cái vai trò đại lý 3 sao. Được chưa? Các anh chị có thể bước lên được vai trò đại lý 3 sao. Giai đoạn thứ 3, các anh chị sẽ quay lại để các anh chị học thêm một lần nữa với cái tâm thế của cái trình độ cuối cùng. Đây sẽ là cái trình độ để giúp cho các anh chị có thể thành công lớn ở BSA nói riêng và mọi lĩnh vực kinh doanh nói chung. Đó là các anh chị sẽ học để trở thành thầy của thầy. Được chưa? Trở thành thầy của thầy. Thì ở BSA hay là bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy. Để mình thành công lớn thì mình phải thành thầy của thầy các anh chị. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản để các anh chị có thể hình dung nha. Bây giờ các anh chị là làm nghề là một cái người thợ may giày đi. Đúng không? Nếu như các anh chị là một người thợ giỏi á, thì mỗi ngày các anh chị có thể may được là 10 đôi. 2 ngày là 20 đôi, 30 ngày là 30 đôi. Tức là các anh chị vẫn sẽ làm theo cấp số cộng dựa trên thời gian và công sức của bản thân. Đúng không? Bây giờ nếu các anh chị là một người học trò dở thì các anh chị may ngày được 2 đôi, 5 đôi. Nhưng nếu các anh chị là một người học trò giỏi thì các anh chị may được 10 đôi, ví dụ vậy. Nhưng mà về cơ bản thì các anh chị có nỗ lực cách mấy thì cái thu nhập của các anh chị và cái năng suất làm việc của các anh chị nó vẫn luôn bị giới hạn trong cái khung là 10 đôi. Các anh chị muốn tăng thêm nữa không được. Như vậy các anh chị phải phát triển kỹ năng của các anh chị lên cái level tiếp theo. Ngay cả đối với những lĩnh vực mà các anh chị đang làm luôn, cái này nó đúng với những lĩnh vực các anh chị đang làm luôn. Đó là các anh chị sẽ học để mà trở thành một người thầy, và đặc biệt là phải là thầy giỏi luôn. Tức là bây giờ các anh chị không chỉ may một mình mà các anh chị có thể dạy cho 10 người có thể may được 10 đôi giày giống như các anh chị. Được chưa? Mình lấy ví dụ bây giờ các anh chị có thể dạy được cho 10 người thành cái nghề may giày. Thì có phải là tổng cộng các anh chị và 10 người học trò của các anh chị là 11 người đúng không ạ? Mà 11 người, mỗi người may 10 đôi thì có phải là các anh chị cùng với học trò của các anh chị một ngày có thể may được tổng cộng là 110 đôi giày đúng không ạ? Như vậy về hiệu quả làm việc rõ ràng là nó chênh lệch rất nhiều các anh chị. Nếu các anh chị là một người học trò giỏi thì các anh chị may được 10 đôi trên ngày. Nhưng nếu các anh chị là một người thầy giỏi thì các anh chị có thể tạo ra tới 110 đôi trên ngày. Nên rõ ràng là cái mức thu nhập nó sẽ phải khác nhau là chuyện tất nhiên. Ok. Đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là trở thành thầy của thầy là như thế nào các anh chị? Đó là bây giờ không chỉ là mình có thể dạy cho người khác may giày, mà mình có thể dạy cho người khác cái cách, đó là biết làm sao cũng có thể trở thành một người thầy và có thể đi dạy cho người khác may giày giống như mình luôn. Đó mà. Mình lấy ví dụ bây giờ các anh chị có thể dạy ra 10 người thầy. 10 người thầy này mỗi người mỗi tháng có thể dạy ra 10 người. Thì tổng cộng chỉ trong vòng 1 tháng thôi thì các anh chị sẽ tạo ra là 110 người biết may giày. Với 110 người biết may giày, mỗi người may 10 đôi, thì như vậy có phải là các anh chị sẽ tạo ra một cái nhóm với năng suất lao động là 1.100 đôi giày không? Như vậy á, cái sự chênh lệch giữa một người may giày giỏi và một người thầy dạy may giày là 100 đôi. Cái sự chênh lệch giữa một cái người thầy dạy may giày và một cái người thầy của thầy dạy may giày là 1.000 đôi các anh chị. Thì cái sự chênh lệch này nó rất là lớn. Thì nó sẽ tạo ra cái sự chênh lệch về thu nhập rất là lớn. Đó mà. Nếu ngày hôm nay mà các anh chị chỉ là một cái người học trò giỏi thì các anh chị sẽ là sẽ có mức thu nhập, sẽ có mức sống và sẽ có cái địa vị là thượng lưu. Ok, thượng lưu đúng không? Hồi xưa học tiếng Việt là học cái từ là thượng lưu. Ok, nếu như các anh chị có thể học để trở thành một cái người thầy thì các anh chị sẽ vào trong cái nhóm trung lưu. Và nếu như các anh chị có thể trở thành thầy của thầy thì chắc chắn cái thu nhập, cái tài chính và cái địa vị của các anh chị nó sẽ ở cái nhóm thượng lưu. Cái nguyên tắc về cái cơ chế về cái gọi là cái xã hội, về cái trả gọi là cái trả lương cho cái thị trường lao động đó, cái giá mua cái lao động là nó sẽ trả theo cái nguyên lý đó. Như vậy là chúng ta sẽ có hai cái chương trình, mà bây giờ các anh chị ở Việt Nam hay là các anh chị ở nước ngoài thì các anh chị cũng phải có mặt. Thứ nhất là chương trình 5 giờ sáng. Chúng ta sẽ bắt đầu cái kinh doanh này bằng cái việc đó là chúng ta sẽ có một cái chiến thắng đầu tiên các anh chị, đó là chiến thắng bản thân mình cái đó. Đó mà, cái câu này là cái câu mà rất là nổi tiếng của một trong những cái nhà gọi là hiền triết vĩ đại nhất sự thế giới đúng không các anh chị? Và tất cả chúng ta là thời phổ thông là đều đã được học trong một trong những cái tác phẩm của ông rồi. Đó là Victor Hugo. Thì ông có một cái câu nói rất nổi tiếng, đó là chiến thắng vĩ đại nhất đó là chiến thắng chính mình. Đó mà. Bây giờ là mình mong muốn là mình phải x3, x4, x5, x10 thu nhập.
mình muốn là mình phải chiến thắng được khách hàng, mình muốn là mình phải chiến thắng được những đối tác kinh doanh tiềm năng của mình, nhưng mà mình lại không thể chiến thắng được mình không thể chiến thắng được cái giường của mình, thì mình lấy cơ sở gì để mình có thể chiến thắng được những người ngoài kia, đúng không anh chị? Mình thắng được mình và mình thắng được cái giường của mình thì may ra thì mình mới có thắng được, mới có thể thắng được những cái người ngoài kia, các anh chị. Nên là cái chương trình nay vào sáng nó sẽ đóng cái vai trò nó rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ có những cái chiến thắng nhỏ đầu ngày. Cái chương trình 5 giờ sáng nó sẽ giúp cho các anh chị tiếp thêm cái niềm tin rằng là các anh chị có thể trở thành một cái người chiến thắng được, có thể trở thành một người thành công được, và các anh chị có thể làm được một cái việc gì đó được, đúng không? Dậy sớm mà mình còn dậy được thì việc gì mà mình còn làm không được, các anh chị? Đúng không? Tại mình thấy cái việc này nó khó nhất rồi, các anh chị. Cái việc này rất là khó, các anh chị. Đối với Nguyễn, sau mà 18 tháng mà mình tham gia 5 giờ sáng, các anh chị, thì nếu như các anh chị hỏi Nguyễn là thời điểm này là mình dậy sớm á, thì đối với mình có khó hay không, thì Nguyễn sẽ trả lời với các anh chị luôn là đối với Nguyễn ở thời điểm này vẫn rất là khó, các anh chị. Vẫn rất khó, các anh chị. Tại vì mình là một cái đứa là thích ăn, thích ngủ, các anh chị. Hồi xưa là có mấy anh chị hay hỏi Nguyễn là sở thích của mình là gì, các anh chị. Thì Nguyễn hay trả lời vui với các anh chị là con người mình là nó có ba sở thích thôi, các anh chị. Đó là thích ăn, thích ngủ và thích ấy. Đúng không? Tiếng Việt mình nó phong phú lắm, các anh chị. Thì cái chữ ấy đó, các anh chị thích cái gì thì các anh chị bỏ vô ha. Còn ăn ngủ thì Nguyễn là chủ đề nó cơ bản rồi, các anh chị. Sáng ra thì các anh chị tưởng tượng đi, mình là đang trên nệm êm mà, đúng không? Chăn thì ấm, kế bên còn có vợ nữa thì động lực đâu nữa mà dậy, các anh chị, đúng không? Nằm đó mà đắp chăn ôm vợ thì sướng hơn chết, được chưa? Nên bây giờ là mình đã dậy sớm được thì cái chuyện gì mình làm cũng được, các anh chị. Còn cái chương trình tim 100 độ C sẽ là cái chương trình để giúp cho các anh chị chuyển giao được cái bộ kỹ năng để mà các anh chị có thể xây dựng được hệ thống kinh doanh thành công ở BSI, được chưa? Thì thường là cuối tháng thì các cái team leader người ta sẽ tổ chức cái chương trình kick off để lấy cái danh sách những cái thành viên mà mình muốn tham gia vào cái chương trình team 100 độ C á. Do đó là những anh chị nào mà mình mong muốn là sắp tới là mình sẽ học được kỹ năng tuyển dụng, và mình muốn bắt đầu là mình tham gia vào cái việc tuyển dụng, và mình biết mình phải làm gì với cái chuyện là mình sẽ phát triển cái kênh phân phối ở BSA á. Chứ bây giờ mà mình không học mà mình làm thì chắc chắn là bây giờ là các anh chị phải xác định thôi. Nếu mình không đổ máu trên không đổ mồ hôi trên thao trường thì mình phải đổ máu trên chiến trường. Thì tốt nhất là mình cứ đi học trước là lành nhất, được chưa? Thì những anh chị nào mình tham gia rồi cũng thấy nãy một giờ có một số anh chị đã tham gia chương trình tim 100 độ C ở Việt Nam rồi thì chúc mừng các anh chị. Còn những thành viên nào mình chưa tham gia thì mình nên có mặt vào 5 giờ sáng và mình canh cái tuần cuối cùng của tháng để mà mình được tham gia vào cái buổi kick off cái chương trình tim 100 độ C để mà mình có mặt vào cái tim 100 độ C tháng sau, được chưa? Hiện tại ở nước ngoài có thể là kho hàng chưa có, chương trình đào tạo chưa có, những cái vấn đề về pháp lý chưa có. Nhưng mà chỉ cần có các anh chị, và chỉ cần các anh chị cho công ty thấy được rằng các anh chị sẽ là đầu tàu và các anh chị sẽ là cái cơ sở cho cái khả năng có thể thành công của BSA ở quốc gia đó, thì chắc chắn công ty mình sẽ có những cái ưu đãi, sẽ có những cái hỗ trợ, sẽ có những cái khoản đầu tư hợp lý cho các anh chị ở thị trường đó, nếu như các anh chị có cái sự cam kết. Cái câu chuyện bây giờ là công ty cần nhìn thấy cái người làm, cần nhìn thấy cái người dám mở miệng ra cam kết cái kết quả, các anh chị. Đây là cái việc quan trọng nhất, các anh chị ha. Rồi, thì một số chia sẻ của các anh chị trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ kết thúc cái chương trình buổi chiều ngày hôm nay ở đây, các anh chị ha. Thì chúc các anh chị ở Việt Nam thì chắc chắn là mình sẽ phải có kết quả cho đến Tết rồi, các anh chị. Được chưa? Mình không có nhiều thời gian ở đâu, các anh chị. Từ đây tới Tết mà mình không tập trung thì mình sẽ lỡ luôn cái năm tài chính 2022 đó. Còn đối với những anh chị nào mà mình ở nước ngoài thì mình rất là mong đó là các anh chị mình, nếu mình vẫn chưa biết mình phải làm gì thì mình hãy bắt đầu với cái chuyện là mình đi học đi, các anh chị. Để tới lúc mà công ty đầu tư, để tới lúc mà công ty có kho, để tới lúc mà công ty bút làm thì lúc đó mình có kỹ năng để mình làm, chứ lúc đó mà mình mới lay hoay đi học thì người khác người ta lấy quyền lợi hết, các anh chị. Đúng không, các anh chị? Các anh chị nhớ cái chỗ đó nha, các anh chị. Trong 10 năm Nguyễn ở Sài Gòn thì một trong những cái suy nghĩ mà mình thấy mình là mình may mắn mình có được và mình thấy mình làm đúng đắn nhất đó là mình luôn giữ cho mình một cái trạng thái làm việc nó nghiêm túc, các anh chị. Và mình luôn luôn đảm bảo rằng đó là mình luôn luôn nằm trong danh sách những người mà cái người lãnh đạo của mình tin rằng đó là mình có thể thành công và có thể trở thành một nhân tố chủ chốt trong cái hệ thống kinh doanh của họ, các anh chị. Đó mà best leader là best follower, các anh chị. Bất kỳ ai cũng có thể mất niềm tin vào mình, nhưng trên đời này có hai người là không thể không có niềm tin vào mình, các anh chị. Thứ nhất là mình, các anh chị. Mình mà còn không tin mình thì ai tin mình, đúng không ạ? Người thứ hai đó là cái người lãnh đạo của mình, các anh chị. Cái người mà có thể dẫn dắt mình, các anh chị.
cái người đó mà không tin mình á, thì họ sẽ không thể ưu ái mình, họ không thể dành thời gian cho mình, họ không thể dành nguồn lực cho mình được. Được chưa? Nên hồi xưa giờ là mình luôn luôn cố gắng làm cái việc anh chị, đó là trong bất kỳ một hoàn cảnh nào thì mình luôn cố gắng hết sức có thể để mình phát cái thông điệp cho cái người lãnh đạo của mình, cho người dẫn dắt của mình. Đó là nếu như mà có nguồn lực nào đó, có như cái kèo nào đó, đúng không? Có một cái đường nào triển khai nào đó, có một cái vị trí nào đó quan trọng á, thì nhất định là phải nhớ tới cái tên của mình. Được không các anh chị? Các anh chị phải làm sao là khi mà người ta có những cái triển khai nào đó, thì cái người đầu tiên mà người ta nghĩ tới để người ta giao trách nhiệm là phải là mình các anh chị. Đó mà, mình đừng bao giờ mình có suy nghĩ là mình tại sao mình phải làm cái việc đó các anh chị. Mà mình hãy cảm thấy hạnh phúc bởi vì mình được giao việc và được làm cái công việc đó các anh chị. Ok các anh chị ha, thì một số cái chia sẻ với các anh chị như vậy. Ha, thì hẹn gặp lại các anh chị vào cái chương trình giao lưu thị trường quốc tế vào 2 giờ chiều thứ bảy tuần sau. Thì rất là mong là tuần sau thì chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều những gương mặt mới tại các thị trường nước ngoài.